Sau mấy phút suy nghĩ, mọi người từng tự trình bày theo nhận xét của mình. Một ông đứng lên nói trước: Bạch thầy, theo tôi thì quá huệ là quý hơn hết. Ông khác cãi lại: Riêng tôi thì có hoa sen là quý nhất, bạch thầy. Kế tiếp, các ông khác cũng đều đứng lên và đưa ra nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa thực dược, hoa mẫu đơn, vân vân. Mỗi người đều trình bày đặc tính của mỗi loài hoa theo sở thích và quan niệm nhận xét của riêng mình. Bây giờ đức thầy ôn tồn giải thích. Các ông lựa chọn và nhận định về tính chất của mỗi loài hoa cũng khá hay, nhưng trong các thứ hoa đó chưa có loài hoa nào là quý. Lúc đó mọi người có mặt đều ngơ ngác, kể hai ba người đồng hỏi: Bạch thầy, vậy chứ hoa nào mới quý hơn hết? Ngài đáp: Theo tôi, hoa vạn thọ là quý hơn hết. Có phải nó mang cái tên sống muôn tuổi là quý không, bạch thầy? Không phải nó quý ở cái tên đâu, mà quý ở cái tính chất đặc biệt của nó. Đoạn rồi ngài từ từ giải thích: Những loại hoa của các ông đưa ra, thật sự hoa nào cũng đẹp, cũng thơm tho tinh khiết hết. Nhưng lúc mới trổ thì nó tươi đẹp khoe màu sặc sỡ. Xong khi nó sắp tàn cỗi, hoa nào cũng phải rã cánh buông khỏi mình mẹ hết. Duy chỉ có hoa vạn thọ, từ khi mới nở cho đến lúc già khô vẫn còn bám sát cuốn đài, nó quý là ở chỗ đó. Thuộc theo lời ông Tư Hy, cố vấn ban trị sự thánh địa. Nhận xét: Câu hỏi trong các loại hoa, hoa nào quý hơn hết của đức thầy chẳng khác nào một bài toán đố. Ngài có một dụng ý đặc biệt, muốn dạy tín đồ một bài học không bao giờ quên. Ngài mượn tính chất các loài hoa để ý thức cho giới tu hành. Hễ đã quy y theo đạo thì phải giữ một lòng thủy chung như nhất. Sông sanh ra phần râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Sau khi hành giả đã suy xét chọn lựa con đường đạo để nương theo, dù có gặp nhiều gian lao thử thách cũng không hề nản lòng thấu chí hay tẻ qua con đường khác. Lúc nào cũng bám sát nền đạo mình đã quy y và đường lối thầy tổ mình đã dạy sẵn. Đạo là vốn thiệt, cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Về mặt tu nhân sự thế, đức giáo chủ đã dạy: Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thầy, đạo thầy cho khắc cốt giới ghi xương. Đạo cha con chặt che chữ miên trường, đạo chồng vợ thương hòa. Còn về học Phật và tu Phật thì ngài dạy các nhà tu đừng để rời bản tâm, bởi vì đạo tại tâm, tâm đạo tích tùng, tùng tâm đạo mới là Phật đạo. Người tu Phật nếu xa rời bản tâm tức rời đạo, mà người rời đạo như cá rời khỏi nước. Cá rời khỏi nước thì cá chết. Nhà tu xa rời bản tâm không thể nào kiến tánh thành Phật được.
Đức Thầy đem câu chuyện bông vàng thọ nói: từ nó mới nở cho đến khi tàn cỗi vẫn còn bám sát cuốn đà. Là Ngài có dụng ý khuyên dạy tín đồ từ khi phát tâm tu hành cho đến ngày kết cuộc phải nhất tâm trước sau như một. Đây là một bài học quý giá. Là người tín đồ của đạo, chúng ta phải ghi nhớ mãi mãi trên con đường từ bờ mê sang bến giác. Cho dầu có gặp bao hoàn cảnh khó khăn thử thách, dù nội tâm hay ngoại cảnh như thế nào, chúng ta cũng vẫn giữ một mực trung thành với Phật tiên và lúc nào cũng rèn lòng giữ già sống đinh, đừng phai đừng lợt thân mình thành thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 50 đối lý. Ông Nguyễn Trọng Quyền quê ở Thốt Nốt, về văn hóa ông thông suốt cả Hán văn và Pháp Việt, lại là một soạn giả tuồng Hát Bộ và cải lương thời đó, năm 1939-1940. Hôm nọ ông Quyền xuống Cần Thơ thăm người bạn. Khi đến nơi, bạn ông tiếp chuyện với ba người khách. Người bạn kể lại chuyện Đức Thầy đang trị bệnh cho bá tánh và thuyết giảng đạo pháp ở nhà ông Bộ Thạnh, kinh sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa. Ông bạn ấy tán thán Đức Thầy chẳng những là một thần y mà còn là một bậc thông kim bát cổ cả tam giáo. Ngài sáng tác kinh giảng khỏi cần giải nhắc. Điểm đặc biệt là Ngài vừa viết vừa giảng giải nghĩa lý luôn cho mọi người nghe. Ông Quyền nghe người bạn ca ngợi về Đức Thầy, sanh tâm đố kỵ nên nói: muốn biết Thầy anh thông minh trí thức cỡ nào để tôi viết ít chữ, chừng nào anh đi đem bảo Thầy anh đáp lại xem mới biết hay dở. Anh bạn của ông Quyền đáp lời: tôi sắp đi bây giờ, anh viết thơ đi và anh ở đây chơi, 3 giờ chiều nay là tôi về tới. Ông Quyền liền bước lại bàn, lấy giấy mực viết nhanh 7 chữ trên mặt trang giấy: hữu thủy hữu chung mới là đạo. Ông xếp lại vô phong bì trao cho anh bạn và căn dặn: anh nhớ bảo Thầy anh đáp lại cho tôi trên tờ giấy này nhé. Anh bạn lấy thơ bỏ vào túi, xuống sông kêu đò chèo vô nhà ông Bộ Thành. Khi đến nơi thấy khách còn đông, anh đứng đợi Đức Thầy hốt thuốc trị bệnh vừa dứt. Ngài sang qua thuyết giảng đạo lý, anh bạn chờ lâu hơi nóng lòng, bèn lấy phong thơ ra cầm sẵn trong tay để chờ có dịp trao trình với Đức Thầy. Ngài giảng vừa dứt một đoạn liền xoay qua phía anh bạn nói: ông khỏi cần đưa cái thơ ấy cho tôi, cứ về nói với ông bạn. Thầy tôi bảo toàn thủy toàn chung mới là đạo. Thì ông ấy hiểu liền. Ông bạn lẻ làng bỏ phong thơ vào túi xuống đò về. Khi đến nhà thì các người khách và ông Quyền còn chờ tại đó. Anh liền trao thơ lại cho ông Quyền. Mở ra xem, ông Quyền rất ngạc nhiên hỏi: sao Thầy anh không trả lời cho tôi trong giấy này? Anh bạn liền thuật y lời của Đức Thầy dặn cho ông Quyền nghe: toàn thủy toàn chung mới là đạo. Nghe xong, ông Quyền làm thinh, mặt ra vẻ e thẹn, xếp thơ bỏ vào túi rồi bước lại ghế bố nằm suy nghĩ, không nói gì hết nữa. Anh bạn đưa thơ và mọi người thấy vậy cũng không ai dám hỏi thêm vì sợ ông Quyền buồn. Nhưng tự mỗi người đã nghe tiếng nói thì thầm từ con tim: nếu không phải là bậc siêu phàm thì làm sao trả lời được câu như vậy. Và mấy ngày sau họ đến gặp Đức Thầy xin quy y thọ giáo, thuật theo lời ông Nguyễn Văn Nam. Nhận xét qua câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Quyền, thấy có nhiều điểm chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là lòng đố kỵ, đó là tâm lý chung của người đời. Mỗi khi thấy ai thương yêu hay ca ngợi tài đức của người khác, tức sanh tâm tật đố tị hiềm. Dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Ông Quyền là một con người thì làm sao chẳng còn cái tâm ấy, nên vì ông mới nghĩ ra cách đối lý với Đức Thầy để giữ còn những người bạn mình không nghi ngã theo phía của Ngài. Điểm thứ nhì, ông Quyền là người có trình độ trí thức,
ông vẫn biết đạo là vô vi, vô tướng, vô thị, vô chung. Nhưng ông lại đưa ra câu hữu thị hữu chung mới là đạo. Tức nhận cái đạo là có hữu, để gài thế cho Đức Thầy phải đáp lại là vô thị vô chung, tức bị kẹt vào cái không. Bởi ông đã hiểu cái lý đạo bổn vô chung thị, minh minh hà xứ tập. Giả lại ông Quyền là người thường có chấp hữu, có cũng không sao. Đằng này Đức Thầy là vị giáo chủ của một tôn giáo, lại kẹt vào bên vô không là còn biên kiến hay chấp đọa. Do đó Đức Thầy không trả lời câu vô thị vô chung mới là đạo theo kinh sách xưa, mà Ngài lại trả lời câu toàn thị toàn chung mới là đạo. Xét ra bảy chữ của ông Quyền đưa ra đối lý với Đức Thầy quá sâu sắc, cũng như một vế đấu chữ quá hiểm hóc của các nhà nho văn thời xưa. Lại cũng như một tay cao cờ đã gài một bàn cờ thế để những đối phương lâm vào thế trận đặng bị chiếu bí. Điểm thứ ba là một bậc thầy đã hiểu rõ tâm trạng của người thường, nên Ngài không cần xem thơ và cũng chẳng hề suy nghĩ. Trả lời nhanh với tín đồ, ông khỏi cần đưa thơ cho tôi xem, cứ về nói với ông bạn là thầy tôi nói toàn thị toàn chung mới là đạo. Đây là một câu pháp cú không bị kẹt vào bên hữu, bên vô hay đầu đuôi sau trước, mà nó dung thông cả hữu vô, trước sau, có không động tình, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhờ đó khiến các ông trí thức kia đều chợt tỉnh ngộ quy y Phật pháp. Tiếp theo đến một chuyện 51, không nên trốn bổn phận. Vào mùa xuân năm Canh Thìn 1940, ông Trần Đức, người ta thường gọi là Tư Số, ông cùng thân mẫu đến viếng Đức Thầy lúc Ngài còn ở tổ đình thánh địa Hòa Hảo. Sau khi nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo pháp, ông Đức và thân mẫu xin quy y Thọ Giáo. Đức Thầy trao cho mỗi người một cây hương và bảo hai người quỳ trước ngôi Tam Bảo, đoạn Ngài đọc bài nguyện quy y cho mẹ con đọc theo. Một lát sau, ông Trần Đức đến gần Đức Thầy chắp tay bạch: xin Thầy cho phép con lên núi Cấm ở tu cho đến ngày thành đạo giải thoát. Đức Thầy nhìn ông nghiêm nghị đáp: người tu không nên trốn bổn phận, còn Phật vốn ở tâm mình. Nghe được lời răn dạy của Đức Thầy, ông Đức bỏ ý định lên núi tu, cùng thân mẫu trở về gia đình, vừa lo làm ăn, vừa lo tu thân thành đạo cho đến ngày hôm nay. Thuật theo lời cư sĩ Trần Đức. Nhận xét: đọc qua câu chuyện, ai cũng thấy cư sĩ Trần Đức khi mới đặt chân vào cửa đạo là phát tâm dũng mạnh, muốn lên núi tu cho mau thành đạo giải thoát. Đây là tâm lý chung của người tu. Họ quan niệm tu phải lánh xa trần thế, tìm nơi núi cao rừng thẳm hoặc ép sát hành khổ mới mau đắc đạo. Điều này trái với giáo lý Đại Thừa Bồ Tát hành. Do đó Đức Thầy mới cảnh giác cư sĩ Trần Đức: người tu không nên trốn bổn phận. Thêm nữa, bổn phận là nhiệm vụ chính của nhà tu, bởi nó là một trong ba nghĩa của chữ đạo. Nếu nhà tu không thi hành bổn phận đó thì làm sao chứng đạo? Đức Thầy luôn cảnh tỉnh: lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn, chừng lập đời khỏi thẹn tâm thân, hoặc là giúp đời đừng đời trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạn vàng. Vậy hành giả phải hòa quan đồng trần mới làm xong bổn phận đối với tổ tiên cha mẹ, với đất nước quê hương, đồng bào chủng loại và Tam Bảo giáo truyền. Tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn. Và thi thiết điều nhân nghĩa để hoàn thành bổn phận là người. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Về câu chót, Đức Thầy dạy ông Trần Đức: còn Phật vốn ở tại tâm mình.
Vậy ai muốn tìm Phật phải tìm ngay tâm, bởi Phật khi tại tâm chứ có ở đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Ở một đoạn khác ngài dạy: Phật khi Tây phương thì quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Tóm lại, Đức Thầy dạy ông Trần Đức chỉ vỏn vẹn 14 chữ mà bao gồm cả tôn chỉ, học Phật, tu nhân trong giáo lý Phật giáo hòa hảo. Nghĩa là ngài dạy hành giả phải vừa hành xử cho tròn bổn phận của một con người ở thế gian, và vừa trực nhận nhân tâm để kiến tánh thành Phật. Đây quả là một pháp cú không riêng cho cư sĩ Trần Đức, mà dạy chung cho cả môn đồ, ai ai cũng phải hành trì. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện 52, Giọng đắc là tà. Ông Kiệt, người ở xã Phú Lâm, quận Tân Châu, ông quy y với Đức Thầy năm 1939, lúc ngài còn khai hóa nhân sanh tại thánh địa Hòa Hảo. Ông cũng là bạn thân với ông Quỳnh Hữu Phỉ, người cùng xã thời ấy. Sau khi thọ giáo với Đức Thầy, ông Kiệt tinh tấn tu hành với luật tinh nghiêm. Sau mỗi giờ lễ bái sớm chiều, ông đều ngồi niệm Phật 3-40 phút. Đến năm 1942, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Thỉnh thoảng ông Hào Phỉ cũng như các tín hữu có phận sự trong đạo thường đến gặp ngài. Hôm nọ, ông Kiệt đến nhà ông Hào Phỉ ở chợ Giàm. Ông Phỉ mời khách vào nhà đàm đạo. Ông Kiệt nói: Khi nào chú Hương Hào có đi Bạc Liêu thăm thầy, nhờ chú hỏi giùm tôi một việc. Ông Quỳnh Hữu Phỉ hỏi lại: Có việc gì anh cứ nói đi. Ông Kiệt trình bày: Mấy lúc nay mỗi khi tôi niệm Phật đều thấy có dần hào quang trước mặt, ban đầu bằng cái chén, rồi lớn dần, đến nay bằng cái nón lá. Tôi nghi ngờ chuyện này quá, chẳng biết xấu hay tốt, tà hay chánh. Khi Đức Thầy giải bài, chú nhớ kỹ về thực lại cho tôi biết. Ông Phỉ hứa lời, độ vài tuần sau có dịp đi Bạc Liêu gặp Đức Thầy. Công việc giáo sự vừa xong, ông Phỉ đem chuyện ông Kiệt ngồi niệm Phật thấy hào quang hỏi ngài. Đức Thầy liền đáp: Ông về nói với ông Kiệt nên chấm dứt cái tư tưởng đó đi, tà chứ không phải chánh đâu. Ông Phỉ hỏi tiếp: Bạch Thầy, tôi cũng niệm Phật thời gian như ông Kiệt, nhưng tại sao tôi không thấy hào quang mà ông Kiệt lại thấy? Đức Thầy vui vẻ đáp: Tại trước đó ông Kiệt khởi tâm muốn có hào quang nên sao mới thấy. Ngài giải thích tiếp: Chính yếu của sự niệm Phật là để trừ hết dục vọng phiền não, cho lòng mình được thanh tịnh và tự nhiên sáng suốt. Đó là chánh. Bằng ước muốn có hào quang mà có được, đó là tà. Vậy ông Hào về nói với ông Kiệt phải chấm dứt cái tư tưởng vọng ngoại đó đi, kẻo bị lạc đạo. Khi về đến nhà, ông Phỉ nhắn ông Kiệt tới nói: Việc của anh tôi có hỏi, Đức Thầy trả lời rành rẽ, nhưng trước khi tôi thuật lại, anh cho phép tôi hỏi anh một câu. Vậy trước khi anh niệm Phật thấy hào quang, có lần nào anh khởi ý muốn thấy không? Ông Kiệt hồi tưởng một lúc rồi trả lời: Có, vì trước đó tôi có gặp người bạn tu theo Thiên Thai Thiền Giáo Tông cho biết, các ông ấy ngồi thiền, khởi đầu định thần, thấy đốm nhỏ hào quang trước trán, rồi dần dần lớn bằng cái niên. Bây giờ họ xuất hồn nương theo dần hào quang đó, bay đi xem cảnh, rồi trở về nhập xác. Nghe nói, tôi tham quá, nên có khởi tâm ước muốn, phải chi mình niệm Phật có hào quang, như vậy để đi những cảnh này, cảnh nọ chơi. Thế rồi sau đó mấy ngày, tôi không còn nhớ, đang ngồi niệm Phật, bỗng thấy điểm hào quang nhỏ. Khoảng 3 tháng nay, và hiện giờ nó đã lớn như tôi đã nói với anh hôm trước đó. Nghe ông Kiệt trình bày, ông Phỉ cười xòa, nói: Thật Đức Thầy nói không sai. Đoạn rồi ông thực hết lời giải đáp của Đức Thầy cho ông Kiệt nghe. Khi về nhà,
ông Kiệt sám hối trước ngôi Tam Bảo, nguyện cởi bỏ tư tưởng vọng đắc đã qua và điều tâm niệm Phật đúng theo lời dạy của Đức Thầy. Khoảng 3 tuần sau, ông Kiệt xuống gặp ông Hào Vĩ cho biết bây giờ ông niệm Phật không có thấy hào quang như trước nữa, thuật theo lời ông Quỳnh Hữu Phỉ. Nhận xét, xưa nay người tu Phật chắc chắn ai cũng hiểu, dù ngồi thiền hay ngồi niệm Phật đều cũng phải diệt vọng để quần chân. Nhưng hành giả mới bước vào cửa đạo, ít ai phân biệt được cái nào là vọng, cái nào là chân, bởi nó không cách nhau một ly hào nào cả. Nó vốn là tâm ý của mỗi người. Ý khởi mong cầu thiên chấp là vọng, ý hết mong cầu thiên chấp là chân. Ví như người đi học chẳng chịu chuyên cần học tập, lại thả tư tưởng theo ước mơ thi đậu làm quan, làm thầy hay chi đó, thế thì không bao giờ kết quả. Lại như người nông dân khỏi cần mong cầu lúa trúng, chỉ cần lo dọn cỏ, cài xạ và chăm bón phân nước đầy đủ là gặt hái cao. Thiên Thai Thiền Giáo Tông là một tông phái Phật giáo Trung Hoa truyền đến xứ ta. Đây là một tông phái thiền tông chánh thức, song vì lâu ngày các vị truyền thừa bị lệch lạc đi, thay vì hành giả phải trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, họ lại ngồi mơ tưởng có hào quang để sức hồn nương theo hoặc được tiếp với điển lành thiên liêng. Hai lối tu này khác kinh điển nhà Phật đều cho là ngoại giáo. Câu không thầy đố mày làm nên của người xưa nói rất đúng. Các thiền sư thường bảo ai tu thiền mà không có minh sư chỉ dẫn ắt bị lạ. Trường hợp của ông Kiệt cũng thế, khi nghe nói ngồi thiền có hào quang và xuất hồn đi được, ông không kịp suy nghĩ hoặc đến hỏi Đức Thầy, vội vàng mơ ước nên bị lạc ngủ ấm ma ám ảnh. Nhưng cũng may là nhờ Đức Thầy chỉ dẫn, phải chấm dứt tư tưởng vọng ngoại đó đi, kẻo bị lạc đạo. Ông Kiệt mới hồi tỉnh điều tâm lại, chỉ niệm Phật để dẹp lòng tà, chứ không còn khởi tâm ước muốn vọng tưởng như lúc trước nữa. Kinh xưa từng bảo, Bồ Tát mà còn thấy mình có chứng đắc thì chưa phải là Bồ Tát, mà phải vô tu, vô chứng, vô sở đắc mới thiệt là chứng đắc. Ngày nay Đức Thầy dạy môn đồ pháp tu dung thông thiền tịnh ấy là cách niệm Phật để trừ các vọng niệm chúng sanh, và cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cho bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Là tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta nên nhất tâm niệm Phật theo phương cách của Đức Thầy đã dạy vừa kể trên, ắt không bao giờ bị lệch lạc và chắc chắn sẽ mau thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 53, trốn đi tu. Lúc Đức Thầy mới khai đạo, có gia đình cô Năm Định ở xã Bình Thủy, Long Xuyên. Trong nhà còn 4 anh chị em đều quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Người anh lớn là Ba Thể, 2 người em là cô Chính Phải và anh Út Kiệt. Qua thời gian mấy năm, sự sinh hoạt và tu tiến bình thường, bỗng hôm nọ 2 chị em, cô Định và cô Phải, không biết nghĩ sao, lại bỏ nhà trốn ra Hòn Phú Quốc để tu. Khi đến nơi, 2 cô hỏi được chỗ đất, dọn nền, chuẩn bị cất cái am giữa một bên ngôi chùa Phật. Ở nhà anh Ba Thể tìm kiếm mấy ngày không được, sau nghe tin 2 cô ở Phú Quốc, anh mới tìm đến. Anh Thể biết ý em mình khó mà kêu về, nên tìm cách nói gạt. Có lệnh Đức Thầy đòi 2 cô về giải việc rồi sẽ trở ra. Nghe vậy 2 cô vâng lời về. Anh Ba nhờ ông Chính Tri dắt 2 cô đi và dặn ông Chính lên trình với Đức Thầy trước về việc anh nói gạt 2 cô. Nhưng khi đến Sài Gòn, Đức Thầy cho 3 người vào một lượt. Ông Chính chưa kịp trình bày mọi việc với Đức Thầy thì Ngài kêu cô Định và cô Phải hỏi trước. 2 cô nghĩ sao mà bỏ nhà đi tu? Cô Năm Định khoanh tay thưa: Dạ bạch thầy,
Thấy trong quyển Phí Thiện thầy có dạy, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất, tinh thần lo đạo. Chị em tôi nghĩ hãy buông bỏ hết mọi việc gia đình, xuất gia tu hành mới được, nên chúng tôi mới ra đi. Đức thầy liền bảo, cô hãy đọc thêm hết đoạn giảng ấy nghe coi. Cô Năm Định liền đọc tiếp. Chớ già dối mà mong sắp cưới áo, mượn bồ đề chuối hột lệ người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Tôi còn đến đó, Đức thầy bảo ngừng lại rồi nói: "Đó, quý cô thấy không? Tôi khuyên các nhà sư ở chùa kia mà, chứ đâu có bảo tín đồ mà quý cô làm như vậy." Thuộc theo lời ông Lê Văn Nghi nhận xét: "Xưa nay về nghi thức thờ phượng, các tông phái đạo Phật thường có khác nhau, nhưng về mục đích thì tông nào cũng giống nhau, là đem lại sự hạnh phúc an vui trong hiện tại, tương lai và giải thoát sanh tử. Nay vì để thế hợp với cơ duyên của mọi chúng sanh thời hạ nguyên mạng pháp, Đức thầy khai dập cho môn đồ một lối tu chỉ mang hình thức cư sĩ hòa quan đồng trần, nhưng thi hành Bồ Tát hành. Sai đạo quyền di nước Tịnh Dương, sai câu Bồ Tát rưới cho thường. Ngài dạy tín đồ xuất gia nội tâm, chứ không xuất gia bằng hình tướng. Toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng đại gia cư sĩ. Hơn một lần, Ngài đã xác định và nêu gương. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cúc cùng chuyên tu hành. Vậy người muốn tu theo Phật giáo hòa hảo, khỏi phải vào chùa hay núi non am cốc, chỉ sống giữa thế gian, vừa lo tu hành, vừa lo làm ăn theo chánh nghiệp, mọi sự ăn mặc sống như đại chúng, miễn tu pháp nào ra khỏi nhà lửa tam giới là được giải thoát, như hành bát chánh đạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, lục độ hoặc tứ vô lượng tâm, ấy là xuất gia nội tâm. Thế mà hai cô Năm Định và Chính Phải, vì mới tu chưa thấu đạt phương cách hành đạo của thầy mình chỉ dạy, khi xem kinh giảng không nhận xét kỹ, nên phải lầm đoạn giảng nói trên và cứ quan niệm theo lối tu từ trước. Hãy ai muốn tu phải ra khỏi nhà, không sinh hoạt đời sống chi hết, nên hai cô mới bỏ nhà đi tu. Đức thầy thấu rõ tâm trạng của hai cô, nên khi vừa gặp mặt, Ngài đặt câu hỏi: "Hai cô nghĩ sao mà bỏ nhà đi tu?" Để rồi Ngài cảnh giác: "Đoạn giảng đó là tôi khuyên các nhà sư kia mà." Tóm lại, người tu theo giáo lý Phật giáo hòa hảo không nên câu chấp xuất gia bằng hình tướng, mà phải xuất gia về nội tâm, miệng cứ trần bất nhiễm, lẫn tục đừng mê là đạt đạt. Giờ phút nào cũng luôn tâm niệm và thi hành đúng câu. Quý thì khá làm giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời, ấy là đủ điều kiện giải thoát luân hồi sanh tử.
Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 54, tu giải thoát. Vào năm Nhâm Ngũ 1942, ở thánh địa Hòa Hảo, có ông Hương Quảng Nguyễn Chi Diệp thường tới lui gần gũi đức thầy. Người trong đạo hay ca ngợi ông là bậc chân tu. Sau khi quy y với đức thầy, ông lo trao thân hành đạo được 3 năm. Hôm nọ ông ngồi suy nghĩ, nếu sự tu chỉ có mỗi ngày lễ bái 2 thời, ăn chay mỗi tháng 4 hoặc 6 ngày thì dễ quá, làm sao thành đạo giải thoát cho được. Vài hôm sau, ông có dịp đến Bạc Liêu gặp đức thầy. Qua lời thăm viếng, đức thầy luận giải 10 điều ác cho ông nghe. Sau rốt ngài kết luận, tu hành muốn được giải thoát phải chừa thập ác và hành thập thiện. Đoạn rồi ngài cũng luận giải 10 điều lành. Qua hôm sau, trước khi từ giả ra về, ông Diệp còn được đức thầy kêu lại dặn dò 10 điều ác và 10 điều thiện tôi đã luận giải hôm qua. Ông về xem kỹ lại trong nguyện khuyến thiện mà chuyển đổi giữ ra lành, tức được giải thoát. Nếu có thể ông hành thêm pháp lục độ nữa càng tốt. Lúc đó ông bấy giờ chưa hiểu pháp lục độ là gì, sao nhờ đọc thêm kinh Phật và xem hết bộ Thi Văn Giáo Lý của đức thầy, ông mới thấy ngài dạy rải rác từng pháp trong đó như: nếu đã tịnh tâm tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, hoặc là quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực. Ở một đoạn khác ngài dạy: ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới để độ tham sân si. Hay là kim huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Thuật theo lời ông Nguyễn Chi Diệp nhận xét: xưa nay những bậc hướng đạo lúc nào cũng rõ thông khiếu năng của mỗi đệ tử để tùy cơ giáo hóa. Ông Nguyễn Chi Diệp là một trong các giai thoại đã kể. Đức thầy rất thấu rõ tâm trạng ông Diệp, nhưng ngài đợi khi hạt giống giác ngộ của ông chuyển mình mới dùng nước cam lồ rưới vào cho hạt giống đó nứt mầm đâm tựa. Ấy là khi ông Diệp suy nghĩ đến việc tu làm sao cho thành đạo giải thoát, ngài mới dạy việc thập ác hành thập thiện. Pháp tu này mới nghe qua chắc có người cho rằng nó rất đơn giản và sơ đẳng quá, nhưng nếu ai chịu khó xét kỹ tất sẽ thấy nó là pháp tu căn bản và quan trọng. Người tu Phật nếu không trì hành ắt khó tiến tới mục đích giải thoát. Ngay như Mật Tông ở Tây Tạng và Trung Hoa cũng áp dụng việc thập ác hành thập thiện làm pháp cơ bản cho môn đồ. Bởi 3 nghiệp, 10 điều ác là hạt giống sanh tử, là nguyên nhân dẫn tất cả chúng sanh luân hồi trong 3 cõi 6 đường. Xưa Đức Phật từng bảo, sở dĩ các chúng sanh có luân hồi sanh tử và các hình tướng chẳng giống nhau là vì do 3 nghiệp thân khẩu ý gây nên. 3 nghiệp ấy cứ tiếp nối nhau, luôn tạo thành sức mạnh lôi kéo chúng sanh từ kiếp này đầu thai qua kiếp khác, rồi kiếp khác nữa. Cứ thế mà luân chuyển mãi trong 6 đường sanh tử, khó mà thoát ly ra được. Ngày nay đức thầy cũng xác định, gây ra lắm nợ phong trần luân hồi, 6 nẻo cùng lần bước kỳ ra. Vậy hành giả nào muốn không còn sanh tử luân hồi cần phải diệt trừ 10 điều ác và tu 10 điều lành. Do đó đức thầy mới dạy ông Nguyễn Chi Diệp, tu hành muốn được giải thoát phải trừ thập ác và hành thập thiện. Ngài cũng đã nhiều lần khuyến tấn: ác
trường sông hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân Phật tiếp dần gió trồng cây lành dị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất. Còn câu Đức Thầy dạy thêm ông Diệp, nếu có thể ông hành thêm lục độ càng tốt. Lục độ là sáu pháp ba la mật của chư Bồ Tát thường hành, ví như sáu chiếc đò để đưa mình và mọi người sang bờ giác, ấy là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Giả lại hành giả tu thập thiện, trừ thập ác, chỉ mới được phần trọn lành trọn sáng của hàng thinh văn tự giác. Còn thêm lục độ nữa là mới đạt tới phần giác tha của hạnh Bồ Tát và Phật giác hạnh viên mãn. Tóm lại, Đức Thầy biết rõ cơ duyên ông Diệp muốn tu cho thành đạo giải thoát, nên Ngài dạy hai phương cách từ thấp đến cao để giúp ông dễ lãnh hội và tu tập. Trước là trừ thập ác, hành thập thiện, rồi tiếp đó là hành lục độ vạn hạnh, tất thành đạt quả gì, niết bàn tịch tịnh là đường vô sắc. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 55, xem kinh thêm cho mở trí. Thời gian Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu, ông Hương Quảng Diệp ở thánh địa Hòa Hảo cũng chuyến đi thăm Đức Thầy trong năm 1942. Lúc tiếp chuyện, Ngài có kêu ông Diệp nói: ông Quảng Diệp nên bớt niệm Phật lại một chút để xem kinh thêm cho mở trí. Ông Diệp thầm nghĩ: ở nhà mình lễ bái và niệm Phật mỗi thời 2 tiếng đồng hồ, có nói riêng với ai đâu mà Đức Thầy biết nên dạy như thế. Ông liền đứng lên chắp tay thưa: bạch Thầy, từ trước tới giờ con nghĩ đã quy y với Đức Thầy thì nên xem kinh giảng của Đức Thầy viết ra rồi y theo đó mà tu thôi, chứ đâu có biết kinh sách gì nữa mà đọc, và đọc kinh sách khác sợ có lỗi với Đức Thầy lắm. Nhờ Ngài dạy, nay tôi phải đọc thêm kinh sách gì nữa? Đức Thầy cười vui nói: đọc kinh sách trong đạo Phật để mở trí thêm, chứ không có lỗi. Hiểu sai chân lý và làm ngược lại giáo lý mới có lỗi. Vậy ông Quảng nên đọc lần quyển Na Tiên Tỳ Kheo Kinh đi. Sau buổi nói chuyện đó, ông Diệp thấy trên bàn viết của ông Ký Giỏi có để quyển Pháp Bửu Đàn Kinh. Ông vội bước lại cầm lên xem và ghi tựa kinh để có dịp gửi mua. Lúc đó cô học sinh con của ông Ký Giỏi đi học vừa về, cô kính lễ các bàn thờ, còn đứng chờ Đức Thầy nói chuyện với câu đặng thưa trình rồi quay qua: dạ thưa Bác Bảy mới lên. Đoạn cô nói luôn: Bác Bảy à, hai quyển kinh bác ghi đó ngoài chợ này có bán thiếu gì? Do ông Đoàn Trung còn dịch, bác cần con đi mua giùm cho. Ông Diệp liền lấy tiền gửi mua. Sau về nhà, ông mua thêm bộ Phật Học Phổ Thông nữa, thuật theo lời ông Nguyễn Di Diệp. Nhận xét xuyên qua cốt truyện, chúng ta có thể rút ra một ít bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, từ khi phát tâm tu hành, ông Diệp cần chuyên cúng lại và niệm Phật rất nhiều. Mỗi thời lễ bái và niệm Phật đủ 2 tiếng đồng hồ. Lúc đầu mỗi ngày 2 thời, sau ông cúng thêm thời ngọ nữa. Chai lạc thì mỗi tháng 4 ngày, rồi lên 6 ngày. Nhưng ông thấy tu như vậy còn dễ quá, chưa chắc được thành đạo giải thoát, nên quyết đến Bạc Liêu hỏi Đức Thầy. Đây là đúng lúc Đức Thầy chỉ dẫn cho ông nắm được chân lý của sự tu. Thứ nhì là Đức Thầy hiểu rõ ông Diệp lo phát triển phần tâm đạo, chứ chưa phát triển phần trí đạo, chỉ đọc giảng của Đức Thầy và lo niệm Phật thôi, nên Ngài khuyên ông nên bớt niệm Phật lại một chút để đọc kinh thêm cho mở trí. Bởi mình có sưu tầm nghiên cứu kinh luật luận của đạo Phật mới phát triển được phần văn huệ, tuy đó chỉ mới là phần kiến thức, nhưng nhờ thế mà có cơ sở để suy gẫm tư duy, nắm được chân lý hầu thực hành
và thành đạt đại trí huệ Bát Nhã. Điều này Đức Thầy hằng dạy môn đồ. Người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí thì hay dễ bị lừa gạt. Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá. Cho nên ý Đức Thầy muốn dạy ông Diệp hai phần tâm và trí phải phát triển quân bình thì sự tu học đạo pháp mới mau thành công đắc quả. Thứ ba, ông Diệp còn chấp chẳng dám đọc kinh sách nào khác cũng là điều còn sai lầm. Bởi trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tuy Đức Thầy chỉ sáng tác có một quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ dày khoảng 500 trang, nhưng trong đó bao hàm những tinh hoa của cả Tam giáo Nho, Phật, Lão. Song Phật giáo là nòng cốt. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường. Dạ con. Trong Tam giáo ân cần mở hư đạo, trường ngoại ban phục đáo như xưa. Nếu chúng ta chấp không đọc kinh sách của Tam giáo thì làm sao hiểu hết nghĩa lý và thông suốt đường lối giáo lý tu hành? Tuy nhiên, mỗi tín đồ trước khi đọc kinh sách của tông phái khác cần phải nắm vững giáo lý căn bản và đường lối mục đích của thầy mình đã đề dạy. Đặng vậy, ắt không bị lệch lạc. Vì mình đã có sẵn một khuôn vàng thước ngọc, cứ đem ra đo. Nếu thấy lý lẽ nào hợp với chân lý thì thu thập, bằng không đúng thì chẳng dung nạp. Do đó, đợi tới 3 năm sau, khi ông Diệp nắm vững giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy mới khơi gợi ông nên đọc thêm các kinh sách cho mở trí. Điểm thứ tư, Đức Thầy dạy ông Diệp đọc kinh sách trong đạo Phật để mở trí thêm, chớ không có lỗi. Chỉ có người nhận sai chân lý và làm ngược lại lời dạy của Phật, của Thầy mới có lỗi. Điều này có lần Ngài dạy ông Quỳnh Hữu Phỉ. Đọc kinh sách của đạo Phật để mở rộng kiến thức, còn hành đạo phải hành theo giáo lý của Thầy. Và nếu đọc kinh mà chấp kinh là tu hành không đắc đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 56, có lòng phái hay không. Vào một chiều xuân năm Canh Thìn 1940, ông Nguyễn Chí Diệp đang đứng trước cửa thư gia, bỗng thấy ông Hương Sư già chạy xe đạp tới. Hai người bắt tay chào mừng rồi bước vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, ông Sư già nói: tôi vừa đi viếng chùa Bửu Hương Tự ở Láng Linh về, có xin được cái lòng phái. Trong đó có nhận triệu son 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An. Ông Bảy Diệp liền nói: sao anh không xin giùm tôi một cái? Tại chú không dặn trước, phải biết vậy tôi xin rồi. Thôi để hôm khác, có đi tôi sẽ xin cho. Ông Diệp suy nghĩ, mình đã quy y với Đức Thầy, sao còn muốn xin lòng phái chỗ khác trong lúc mình chưa hỏi Đức Thầy? Nên nói: khoan đã anh sư ơi, đợi tối tôi lên hỏi Đức Thầy rồi sẽ quyết định. Ông sư già nghe vậy cũng giật mình bảo: chú hãy chờ tôi, chiều nay tôi lên sớm đi với chú. Thế là khoảng 18 giờ chiều hôm ấy, hai ông đến tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo gặp Đức Thầy. Khi kính lễ xong, ông Diệp chắp tay thưa: bạch thầy, cho tôi xin cái lòng phái có 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Đức Thầy liền hỏi lại: xin lòng phái để chi vậy? Thưa quý ông trên chùa Láng Linh cho biết, phải có lòng phái mang 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương sao mới vào cửa Hội Long Hoa được, bạch thầy. Nghe ông sư già nói vậy, Đức Thầy cười xòa vừa giải thích: nếu nói phải có lòng phái mới vào dự hội được thì những người không có, thế nào họ cũng tìm cách cướp đoạt. Như vậy thì người có lòng phái chắc chắn không đến dự hội đặt, vì họ đã bị kẻ khác giết hại dọc đường để đoạt lấy lòng phái mất rồi. Lại nữa, đối với cặp mắt của chư Phật Thánh, đâu đợi phải xuất trình lòng phái mới phân biệt kẻ thiện người ác.
Việc lựa chọn người hiền của trời Phật sau này chẳng căn cứ vào sự có lòng phái hay không, mà chỉ căn cứ vào lòng hiền đức của mỗi hành giả. Luật trời bao giờ cũng công minh, chẳng tư dị một ai. Đoạn rồi Đức Thầy hỏi tiếp: Vậy cái lòng phái của hai ông sinh đó, chữ in hay chữ nổi? Nghe Đức Thầy hỏi, ông Diệp hơi bối rối thưa: Bạch Thầy, chẳng biết ông sư sinh lòng phái chữ gì, tôi cũng chưa thấy nữa Thầy. Ông sư già liền lấy cái lòng phái từ trong túi áo đưa ra. Đức Thầy cầm lên xem rồi nói: Đây là chữ in, tức người ta cầm con dấu có khắc bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, chấm vào mực đỏ rồi nhận lên tờ giấy là có bốn chữ đó. Còn chữ nổi là thí dụ tôi cho các ông một tờ giấy trắng, rồi sau thời gian tu tập đúng theo giáo lý, nó tự nổi lên bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Xong nói thì nói vậy, chứ thời nay tôi không cho tín đồ lòng phái chữ in hay chữ nổi gì cả. Tại sao vậy Thầy? Ông Diệp hỏi lại. Ngài đáp: Bởi đời hạ ngôn mạt pháp, lòng người quá tráo trở tham lam, bất cứ cái gì có hình tướng màu sắc người ta đều bắt chước giả mạo hoặc tranh giành đủ cách. Do đó trong những tình Thầy cũng như Phật tiên thần thánh luôn dùng tâm trí mà nhận biết sự chân giả và có tu hay không của mỗi người, chứ không căn cứ vào sắc tướng bên ngoài. Dẫn theo lời Chánh Giác tạp chí Giác Tiên số 8. Nhận xét, đọc truyện trên thấy có những điểm người sao cần phải lưu ý để thi hành hoặc nên tránh. Điểm thứ nhất, từ xưa các tông phái đạo Phật đều có cấp cho mỗi tín đồ một lòng phái với ý nghĩa của tông phái mình. Khi họ đã quy y thọ giáo, lòng phái được xem như cái giấy chứng nhận cho tín đồ nào bằng lòng giữ theo quy giới giáo pháp của đạo đó. Còn sự chứng đắc quả gì là nhờ hành giả đó thật tâm tu hành mới kết quả. Vấn đề hội Long Hoa là cuộc chọn lọc lành còn giữ mất. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lựa lọc con lành diệt quỷ mang. Dạ con trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Vậy thì người theo đạo có trao sửa cho mình được trọn lành mới vào được hội Long Hoa, chứ chỉ có lòng phái xuông chưa đủ điều kiện vào hội. Thế mà có nhiều người hiểu lầm, truyền khẩu với nhau, chấp theo hình tướng trở thành mê tín. Do đó Đức Thầy mới cảnh giác, Phật trời thần thánh đâu đợi có lòng phái mới phân biệt được kẻ thiện người ác. Bởi nhân gian tư ngữ, thiên văn như lôi, ám thất phi tâm, thần mục như điện. Lời nói riêng của nhân gian trời nghe như sấm nổ, lòng tính quấy trong nhà kính, mắt thần xem như điện chớp. Đức Thầy cũng cho biết cặp mắt thánh dòm xem tứ hải. Điểm thứ nhì là vấn đề sắc tướng. Kinh xưa từng bảo, phàm hữu sở tướng giai thị hư vọng. Cái gì có màu sắc và hình tướng đều là không thật, hoặc sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo, chớn truyền cụ thất đạo nan thành. Thinh âm sắc tướng đều là những cái bên ngoài của đạo, nếu chấp theo đó ắt chẳng đúng chân truyền chánh pháp vô vi của Phật đạo khó thành được. Xưa kia y bát của Phật truyền xuống tới Đức Lục Tổ thì bị môn đồ tranh giành cướp đoạt, ngay như Xá Lợi của Phật cũng bị tranh tụng phân chia. Chỉ có tâm ánh và giới pháp mới không ai giành được phân chia được. Vì thế Đức Thầy mới dạy ông Sư Vàng và Quản Diệp, bất cứ cái gì có hình tướng đều bị người ta bắt chước giả mạo hoặc tranh giành cướp đoạt. Cho nên Phật tiên thần thánh lúc nào cũng dùng tâm trí mà nhận ra sự chân giả
có tu hay không tu của mỗi người, chứ không căn cứ vào sắc tướng bên ngoài. Vậy thì sự có lòng phái hoặc giấy chứng nhận hay không chẳng phải là vấn đề quan trọng đối với người tu hiện giờ, mà quan trọng ở chỗ có tu đúng chân lý hay không mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 57, căn bản đạo đức. Vào khoảng năm Nhâm Ngũ 1942, bây giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ đang an trí tại Bạc Liêu. Ông Dương Kim, tức là Thiện Duyên, được hân hạnh đến yết kiến ngài. Vốn nặng lòng với nước non dân tộc, ông thấy nước nhà lúc bấy giờ đang bị quằn quại với ách thống trị của ngoại bang, nên có đưa ra ý kiến hỏi Đức Thầy. Ông nói: ngài nghĩ thế nào đối với vận mạng nước nhà hiện nay? Ngài có thể an nhiên lo việc tu hành trước cảnh quốc phá gia vong, thiết bất đề kháng của Thánh Gandhi đối với nền thống trị của Anh ở Ấn Độ há chẳng tỏ ra bất lực đấy ư? Không đáp ngay câu hỏi của Thiện Duyên, trước hết Đức Thầy cho biết ngài không đồng quan niệm cho rằng đời đối với đạo không liên quan, hay người tu hành không còn trách nhiệm gì đối với nhân quần xã hội. Giả chăng có người sanh ra ở đời, theo ngài ai cũng mang nặng tứ đại trọng ân, mà trong bốn cái ân lớn có ân đối với đất nước và đồng bào nhân loại, thì thiết tưởng không có người tu hành nào phủ nhận đời sống của mình không nhờ đến hai ân nói trên. Đoạn ngài nói tiếp: tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, tôi chưa có thể làm gì khác hơn là đào luyện cho tín đồ của tôi thấm nhuần đạo lý trước đã, và đây là chương trình hiện nay tôi đang thi hành. Trước hết tôi thâu nhận tín đồ cho thật đông, quy tụ họ vào phạm vi bao bọc bởi lớp rào cao đến không còn thấy gì bên ngoài cả, rồi đem đạo lý của Đức Phật giáo hóa họ. Ngày nào nhận thấy họ hiểu biết và làm theo lời Phật dạy, tôi sẽ cắt bớt cái hàng rào ấy xuống, cho họ thấy một phần nào cảnh vật bên ngoài, rồi tùy trình độ giác ngộ của họ mà tôi cắt bớt hàng rào ấy mãi, cho đến khi nhổ hết lên mà tín đồ của tôi vẫn không bước ra ngoài phạm vi cấm rào, thì chừng đó tôi và tín đồ tôi mới tham gia vào cuộc cứu dân giúp nước, thuộc theo lời ông Thiện Duyên Giác Tiến số 12. Nhận xét xuyên qua câu chuyện kể trên, nhận thấy Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đưa ra tỷ dụ cái hàng rào để cho mọi người đều thấy rõ quan niệm của ngài về việc giáo hóa chúng sanh. Theo ngài, phàm muốn làm việc gì cần phải đứng trên căn bản đạo đức. Cái hàng rào ấy tức là giới luật ngăn giữ hành giả trong phạm vi đạo đức. Nếu ai chịu đựng đứng trong vòng đạo đức mà hoạt động thì không bao giờ lầm lỗi. Bằng ai vượt ra ngoài hàng rào giới luật thì ắt phải lọt ngoài khơi như ngài đã thốt. Thuyền chúng nó thắm bườm chảy nước, lọt ngoài khơi mới hết hòa quang. Ở một đoạn khác ngài khuyên điều cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 58, tu lâu và mới tu. Vào khoảng năm Quý Mùi 1943, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Bây giờ ở gần đó có một nhà sư tu hành trên 30 năm, cũng rất thông hiểu về kinh Phật và nho giáo. Khi ông được biết Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo mới 20 tuổi và chẳng có tu học bao nhiêu mà đứng ra khai đạo giáo hóa chúng sanh, lòng ông bồn chồn muốn tìm gặp Đức Thầy để chất vấn thử coi. Hôm nọ cơ duyên may mắn đưa đến, sư có dịp đến nhà ông Ký Giỏi. Khi chủ và khách ngồi lại bàn dùng nước, nhà sư liền đặt câu hỏi: thưa cậu Tư, nhờ cậu cho biết một người mới tu so với người tu học trên 30 năm ai công đức nhiều hơn? Đức Thầy vui vẻ đáp: công đức hai người bằng nhau. Nhà sư ngạc nhiên, vừa muốn dùng lời biện bác, Đức Thầy đưa tay chặn lại, nói:
ví như một người ở gần sông rạch, mỗi ngày họ mỗi tắm, nhưng chỉ tắm lấy lệ, chứ không quan thiết đến sự kỳ rửa sạch sẽ. Còn một người kia làm ruộng rẫy ở sâu trong đồng nội thiếu nước, ít khi được tắm, nên thân mình dơ bẩn. Nhưng ngày nọ gặp sông lớn, nước trong mát mẻ, anh bèn tắm rửa kỳ mài thật kỹ. Chỉ một vài lần tắm như vậy nên thân anh được sạch sẽ hơn người ở gần sông rạch kia. Nhà sư nghe đức thầy luận thuyết như thế thấm ý, nên không chất vấn gì thêm nữa, liền đứng dậy chắp tay tỏ lời thán phục đức thầy, rồi từ giã ra về, thuật theo lời ông vật sĩ nhận xét. Xưa nay ai cũng công nhận đạo Phật là đạo từ bi bình đẳng, tình đạo Phật là tình thương bao la vô bờ bến. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Nhà tu Phật muốn đạt mục đích cao thượng đó, phải diệt tận gốc lòng sân si nhân ngã. Câu chuyện nhà sư kể trên giúp cho chúng ta rút ra được các bài học kinh nghiệm. Ý thứ nhất, ý nghĩa công đức. Nhà sư đến với đức thầy lòng còn phân biệt ngã chấp, tu lâu hay tu mau, hoặc công đức nhiều ít khác nhau. Bởi rõ được tâm trạng của nhà sư nên ngài đáp lại một câu quá ngắn gọn, chỉ có 6 chữ thôi mà nó khá đầy đủ ý nghĩa, vừa phá tan lòng ngã nhân đố kỵ và cũng vừa nhắc cho nhà sư nhớ rằng hai chữ công đức là do tu hành đạt đến chỗ tâm thanh tịnh, từ bi và bình đẳng ở bên trong của tâm ý mình, chứ chẳng phải ở chỗ mang hình tướng bên ngoài. Ý thứ nhì, thời gian tu mau hoặc lâu ở đời bất cứ việc làm nào, nếu ai có lòng cương quyết, siêng năng và hăng hái, ắt thành công mau lẹ. Bằng ôm cái tánh trù trừ biến trễ, nay chăm mai lạ, dầu kéo dài thời gian đến đâu đi nữa, việc cũng khó thành. Sự tu hành cũng thế, nếu ai tinh tấn siêng năng, tất mau đạt mục đích. Bằng giải đãi chần chờ hoặc làm cho có hình thức chiếu lệ, chứ không thực tâm thì dù trải bao kiếp chúng sanh vẫn quờ chúng sanh. Ý thứ ba là phần tâm đức trí huệ. Tánh Phật thì bình đẳng, ai ai cũng có, nhưng về phần công phước tu hành thì có khác. Như người có tu học nhiều đời nhiều kiếp, tất phải sáng suốt cao cả hơn người mới tu học một kiếp. Quả chỉ chứng đắc cũng thế, bởi sự nghiệp tinh thần trí huệ nó vô hình, nên dù trải nhiều kiếp vẫn mang theo được. Còn những cái gì thuộc về hình tướng và vật chất thì phải bỏ lại hết, hữu hình tất hữu hoại. Hơn nữa, chư Bồ Tát vì có bản nguyện rộng độ chúng sanh, công đức trí huệ của các ngài đã đầy đủ, nên khi chuyển kiếp thị hiện độ đời là có sẵn, chứ đâu cần có tu hoặc nhiều ít hay mau lâu. Các ngài là bậc sinh nhi tri, lúc vào trường chẳng học mà thông, với cặp mắt phàm phu, với tấm lòng còn phân biệt nhân ngã thì làm sao thấu tỏ được. Vì thế nhà sư nói trên phải hiểu lầm đức thầy, nhưng dù sao ông cũng là người có vốn về Phật pháp, nên khi nghe lời luận thuyết của đức thầy, nhà sư liền chợt tỉnh cái sai lầm của mình vậy. Tiếp theo đến câu chuyện thứ 59, tấm bia tiên tri. Vào năm Nhâm Ngũ 1942, tại Cù Lao Ông Chưởng, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang, có hai xã Kiến An và Long Điền. Một bên nằm cặp bờ sông Tiền Giang và một bên nằm cặp rạch Ông Chưởng. Bây giờ nhà cầm quyền pháp quận Chợ Mới quyết định đào con kinh Trà Thôn từ rạch Ông Chưởng đi tắt qua chợ Thủ, trổ ra sông Tiền trên 3 cây số. Thay vì trước kia xuồng ghe phải đi vòng qua chợ Mới, khứ hồi 16 cây số mới tới. Quận giao cho hai ông xã Phát ở xã Kiến An và Hương Quảng Phát ở xã Long Điền bắt dân sâu thi hành công tác đó. Kinh bắt đầu từ rạch Ông Chưởng đào qua,
Khi còn khoảng một cây số nữa là rổ ra sông, bỗng dân phu bắt gặp một phiến đá nằm sâu dưới đáy kinh, cách mặt đất 1 thước 5, có chạm 4 chữ Hán. Người ta khiêng lại chỗ có nước chùi rửa sạch sẽ, thấy các hàng chữ hằng in sâu trên mặt bia nên dễ đọc. Thì ra là một bài thi tứ cú khoán thủ. Bây giờ ông thầy Sáu Nhiêu ở chợ Thủ thông chữ Hán nên đọc lên cho con ông là phải nên chép y lại Hán văn. Phiên âm văn gì? Quỳnh Long Mãn Phúc Tạ Phi Lai, Phú Thọ Thiên Âm Sắc Ngọc Khai, Sổ Kiếp Nhân Sanh Quy Đại Đạo, Tự Tâm Truyền Kế Đức Cao Dài. Khi nhà cầm quyền pháp thấy được tin ấy, liền cho bọn tay sai theo dõi bắt hết nội vụ đem về quận điều tra. Bây giờ xếp phím, một tay sai đắc lực của pháp nói bài thơ này là do Cao Đại Giáo truyền ra, vì trong đó có mấy chữ Đức Cao Dài. Họ đọc trại lại là Đức Cao Đài. Còn viên đội trưởng phòng điều tra quận thì nói, căn cứ vào 4 chữ khoán thủ của bài thơ Quỳnh Phú Sổ Tự thì bài thơ này do Phật Giáo Hòa Hảo tạo ra. Kết cục họ cho lính bắt ông Trần Văn Hai, một chức sắc bên Cao Đài Giáo ở xã Long Điền, và ông xã Hay, đại diện của Phật Giáo Hòa Hảo xã Kiến An thời đó. Chúng đem về Chợ Mới đánh đập tra tấn tàn nhẫn, ý làm cho hai ông lo tiền. Sau cùng họ đài hai ông ra côn đảo. Còn tấm bia đá tiên tri đó, người pháp ra lệnh quản lý tại quận, rồi sau họ lưu đi mất. Lúc ấy dân chúng cả quận Chợ Mới đều phẫn quốc, nhưng vì ngắn cổ bé miệng không biết kêu oan với ai. Có điều từ khi phát hiện tấm bia đá tiên tri ấy, người ta giác ngộ tu hành càng lúc càng đông. Nay mặc dù tấm bia đã mất, song lời tiên tri trong bia đá vẫn còn truyền khẩu tới bây giờ, thuật theo lời ông Lê Văn Đại. Nhận xét, cổ ngữ thường nói, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Có người sống ở đời, dù xấu hay tốt, thiên hạ cũng ghi nhớ mãi. Tốt thì nói theo, xấu thì chê trách. Bia đá là một vật cứng chắc, sông nước chảy lâu ngày cũng phải mòn, nhưng tiếng đời xử sanh vẫn còn ghi mãi mãi. Câu chuyện tấm bia kể trên lại mang ý nghĩa riêng của nó, vì đây là tấm bia ghi lời tiên tri, tức báo tin cho nhân loại biết trước việc sắp xảy ra. Vấn đề này không phải việc mới có, mà từ xưa đã xảy ra nhiều lần như vậy. Như chỗ Giới Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng thọ giới phụ túc, là trước kia do sư Câu Na Bạc Đa La Tam Tạng đứng ra sáng lập và dựng bia ghi lời sấm truyền. Sau sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm thọ giới ở chỗ này. Đến đời Lương Võ Đế Nguyên Niên Thiên Giám, lại có sư trí vượt Tam Tạng từ Tây Thiên trước ngồi thuyền vượt biển sang Trung Quốc, đem cây Bồ Đề ở Tây Thiên trồng nơi bờ ranh giới Giới Đàn ấy, và cũng đặt bia ghi lời tiên tri. Sau 170 năm sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm diễn pháp Đại Thừa ở dưới cội cây này, cứu độ vô số chúng sanh. Ấy là vị pháp chủ truyền thọ tâm ấn của Phật. Về sau sự việc xảy ra đúng y như lời sấm trong bia. Một lần nữa, nơi đạo tràng Bửu Lâm, khi trước cũng có sư trí vượt Tam Tạng ở Tây Thiên Trúc từ Nam Hải qua cửa Tàu Khê, lấy tay bụng nước uống, nghe mùi thơm ngọt liền kêu môn nhân nói, nước nơi đây không khác gì nước bên Tây Thiên. Sau khi xem phong cảnh địa linh chung quanh, sư kêu dân chúng là Tào Hầu bảo, nơi núi này phải lập một cảnh chùa. 170 năm sau sẽ có một vị vô thượng pháp bửu ám chỉ sư Huệ Năng diễn hóa đạo màu nơi đây, số người tu đắc đạo nhiều như cây rừng, vậy nên đặt hiệu chùa là Bửu Lâm. Phần Việt Nam chúng ta
vào thời Lê Mạc, khoảng thế kỷ thứ 15, cũng có cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngài từng nói lên lời sấm ký, tiên tri mọi việc không hề sai chạy. Chúng tôi xin chép lại một vài việc. Thời nhà Nguyễn năm 1831, vua Minh Mạng năm thứ 14 bấy giờ, nghe tin ở Hải Dương đang có cuộc âm mưu khởi loạn do con cháu cụ Trạng Trình chủ động. Triều đình bí mật sai tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Công Trứ đến tra xét và ngăn loạn. Công Trứ dân lệnh kéo đến nơi cho triệt hạ ngôi đền thờ cụ Trạng. Quân lính y lệnh dỡ đền, bỗng bắt gặp trên đầu kèo một cái hộp nhỏ. Lính đem trình lên, Công Trứ mở ra xem, thấy trong đó có mảnh giấy ghi sẵn mấy câu: Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền, phá đền thì phải thường đền, nào ai lấn đất tranh quyền được ai. Nguyễn Công Trứ kinh sợ, lập tức thảo sớ dân về triều đình xin bãi bỏ lệnh ấy và dục thợ xây lại đền thờ mới cho cụ Trạng. Trạng Trình còn tiên tri về cuộc đệ nhị thế chiến từ khởi đầu đến năm kết thúc 1940-1945. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên gian ký thái bình. Và việc người Pháp mất quyền ở Việt Nam, ngài có biết đầu xuân gà gáy 24, thằng Tăng Mãn Hà qua trư tiền kỳ. Rồi đến năm Kỷ Dậu 1849, Đức Phật Thầy Tây An khai sáng tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, ngài cũng tiên tri sau này người Pháp sẽ đặt ách thống trị trên mặt đất Việt Nam. Họ đem mọi cơ khí sử dụng cho đời sống nhân dân ta. 10 năm sau, việc xảy ra y như lời tiên tri ấy. Nửa sao tàu chạy trên mây, dưới sông thương mại ghé đi như khỏi chèo. Thung dung bất cơ luận giàu nghèo, dưới sông tàu rước trên bờ xe trở lại tấm bia tiên tri tại Cù Lao Ông Chưởng, quận Chợ Mới, dân phu phát giác được năm 1942, tuy không thấy ghi rõ thời gian hoặc tác giả, nhưng nó nằm sâu dưới lòng đất 1,5 mét, rong rêu phủ lấp, chắc chắn phải lâu đời lắm. Nếu không phải vào thời của cụ Trạng Trình thì cũng là của Đức Phật Thầy Tây An trước đây trên 100 năm. Các ngài đã tiên tri sau này sẽ có Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai sáng đạo Phật giáo Hoàng Hậu. Qua bài thi Tứ Cú Khoáng Thủ, 4 chữ đầu ghi rõ tộc danh Huỳnh Phú Sổ Tự, chính đích họ tên của Đức Thầy. Chúng ta thử tìm hiểu 4 câu thơ ấy. Theo thiện ý của chúng tôi, câu thứ nhất thấy ý cho biết tiền thân của vị giáo chủ họ Huỳnh tu hành phước đức viên mãn và đã ra đi, giờ đây sắp trở lại giáo độ chúng sanh, Huỳnh Long Mãn Phúc Tạ Phi La. Trong thi phẩm của Đức Giáo Chủ có đoạn ngài cũng xác nhận: Huỳnh sanh cơ thầm đáo trung đàn, tự giác âm thầm kiên tiên bàn. Và câu Huỳnh Long tự thế gần sẵn chung bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu. Ở một đoạn khác ngài cho biết hòa thôn hảo cảnh xứ tạm giác nhân sanh khỏi ai
Quỳnh Danh Thanh sát trẻ, chợ thời thiên đình thiết hùng ca. Đến câu 2, công cuộc khai đạo của Đức Thầy đã được Đức Phật Tổ và Đức Ngọc Đế âm thầm phú chúc. Phú thọ thiên âm sắc ngọc khai. Điều này rất trùng hợp với điều Ngài tự thuật. Ngọc tòa Phật Tổ nay sai ta xuân cứu thế gian nẻo dài tàn. Đến câu 3, Đức Thầy ra đời kêu gọi khắp chúng sanh sớm tỉnh tâm quay về chánh đạo, sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo. Đức Giáo Chủ cũng hằng bày tỏ: sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật giới ngôi tiên. Đến câu 4, ý nói chánh pháp vô vi, chính Đức Giáo Chủ đã được kế truyền tâm ấn nơi Đức Phật Tổ, tự tâm truyền kế Đức Cao Dạy. Vấn đề này Ngài cũng nhiều lần minh định: vô thượng thầm thâm dị truyền, danh ngôn chép đệ rạch đàn tiên. Và câu: đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chỉ Thích Ca ngày trước. Tóm lại, những sự kiện tương quan mà chúng tôi vừa tìm thấy được đã giúp chúng ta quả quyết kết luận rằng Đức Quỳnh Giáo Chủ là một trong những đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, nay có sứ mạng hoàn truyền chánh pháp vô vi của Ngài đã bị thất lạc từ trước. Do số người quá trọng về âm thanh sắc tướng, trong lúc vào đời mở cơ khai hóa, Đức Giáo Chủ cũng tự nhận: đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca. Ngài còn cho biết: Ngọc tòa Phật tổ hiệp sức tớ thầy truyền diệu pháp, cho đời thấu tỏ đạo mang. Câu chuyện tấm bia tiên tri giúp chúng ta thêm nhiều tự tin hơn trên đường tìm về Đức Phật và giáo pháp của Ngài, mà chính Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã và đang mang sứ mạng kế giảng khai lai để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Và Ngài không quên ý thức những người đi xa, nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ. Và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 60, xác chết hồn không chết. Ông Phán Hầu, tức Nguyễn Công Hầu, quê ở Rạch Giá, Kiên Giang, vốn có trình độ văn hóa thông thuộc cả pháp và Việt ngữ, được xem là hàng trí thức thời đó. Sau khi quy y với Đức Thầy, ông là một trong những vị lãnh đạo ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Rạch Giá. Nhân buổi tiếp chuyện với Đức Thầy, ông Phán Hầu đưa ra câu hỏi: bạch Thầy, theo tôi nghĩ, con người sau khi chết, linh hồn vẫn ở trong thân thì phải bị chết luôn theo xác thân, chứ làm sao còn sống cho được. Nhưng thấy trong kinh Phật nói, xác chết, hồn vẫn còn, là ý nghĩa làm sao? Nhờ Thầy giải thích cho. Đức Thầy ôn tồn nói: xác thân con người ví như cái nhà, còn linh hồn như ông chủ nhà.
Hiện giờ tôi với ông như chủ nhà đang ở đây. Rủi cái nhà này bị cháy, thử hỏi tôi với ông ngồi đây cho lửa cháy luôn, hay chạy ra đi tạo nhà khác ở? Nghe xong ông Hầu thấm ý, chi xiết vui mừng. Thuật theo lời ông Nguyễn Công Hầu nhận xét: xưa nay có nhiều quan niệm cho rằng hễ chết là hết, thân còn người còn, thân mất người mất, chẳng có tội phước vía hồn hay nhân quả báo ứng, cho nên họ không ngăn ngừa tội ác, ngang nhiên gây đau khổ cho mọi người mà chẳng chút kiêng sợ. Câu chuyện ông Phán Hầu vừa kể tuy đã quy ngưỡng Phật pháp, nhưng đối với lẽ sống chết ông vẫn còn ngờ vực phân vân. May nhờ đức thầy đưa ra ví dụ khéo léo: cái nhà bị cháy hư mất, chớ chủ nhà không bị cháy. Cái nhà như xác thể là vật hữu hình, tất phải hữu hoại. Còn ông chủ nhà ví như tinh thần, tức cái thấy, nghe hay biết. Nó gọi là thần hồn, thuộc phần vô hình, không bị hoại diệt. Nên khi xác thân chết, thần hồn thoát ra, rồi tùy theo nghiệp nhân dắt đi đầu sanh thân khác, rồi thân xác khác nữa. Ấy gọi là cất nhà khác. Có điều nếu ông chủ nhà ấy giàu tiền của thì cất cái nhà mới sinh lịch hơn, bằng nghèo khó thì tạo cái nhà khác phải xấu nhỏ ọp ẹp. Ý nói có người trong lúc sống tạo ác nghiệp, khi chết bị ác nghiệp dẫn đi đầu thai vào cảnh giới thấp hèn, thân hình xấu xí. Còn ai tạo nghiệp thiện, bố thí giúp đời, khi chết nhờ thiện duyên đó linh hồn sanh qua cảnh an vui tốt đẹp. Lúc đức thầy mới khai đạo tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, có ông Tham Tá Ngà đến diện kiến. Khi tiếp chuyện với ngài, ông nói: thật tiếc, anh tôi vốn là người hiền từ đạo đức, nay không còn sống để tiếp chuyện với ngài. Đức thầy khuyên ông: nếu hiện giờ ông biết giác ngộ tu hành, gìn tròn bổn phận, thì sau này sẽ gặp lại người anh. Đến lúc viết bài giảng tặng ông Tham Tá Ngà, đức thầy cũng có ghi mấy câu mang ý nghĩa đó. Kìa hỡi ơi, giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Và câu trói hùng phong cốt cách duy tồn, xác tuy mất hồn thiên chẳng mất. Ngẫm kỹ, ông Nguyễn Công Hầu rất sâu duyên với Phật pháp, nên khi nghe đức thầy đưa ra ví dụ xác thân với thần hồn như cái nhà với ông chủ nhà, ông liền thâm hiểu lý tử sanh, từ đó rất tinh tấn tu thân dịch đạo. Nam mô A Di Đà. Tiếp theo đến mẫu chuyện 61, cây đòn dốc. Ông cả Đào Thành Đô, người ở làng Phú Lâm, Tân Châu, quy y với đức thầy năm 1939. Đến năm Giáp Thân năm 1941, có một người bạn từ lâu lắm mới đến thăm ông. Anh bạn này rất thông hiểu kinh sách về Nho giáo. Lúc tiếp chuyện, anh bạn làng Nho đặt câu hỏi với ông cả Đô: nghe nói anh đã quy y với cậu Tư Hòa Hảo phải không? Ông cả gật đầu đã: đúng vậy. Ông bạn nói tiếp: anh là người có học thức và tuổi tác như vậy mà còn mê tín. Một người mới 20 tuổi học vẫn chưa tới đâu mà anh lại tôn làm thầy. Tại anh chưa gặp mới nói vậy, chứ thầy tôi tuy tuổi nhỏ học ít, nhưng ngài đã thấu đạt quyền cơ, suốt thông đạo lý. Bất cứ ai thắc mắc điều chi, ngài đều ứng đáp giảng luận trôi chảy. Ngài thật là bậc sinh nhi chi mà. Chừng nào tôi gặp thầy anh, tôi hỏi mà ông ấy trả lời được tôi mới phục. Vậy có dịp nào tôi sẽ đưa anh đi gặp. Thế là mấy hôm sau, ông cả Đô và người bạn đến tiếp kiến đức thầy. Sau khi mời khách ngồi dùng nước, ngài nhìn ngay hai người, giọng thông thả hỏi: này ông cả, ví như người thợ làm nhà,
đi ra vườn đốn tre. Họ lựa cây nào to lớn làm cột cái, thứ đến làm cột hàng nhì, hàng ba, rồi xiên, kèo, đòn tay, vân vân. Còn cây nhỏ mà ngay hơn hết, họ để đâu? Ông cả đô hồi hộp ngẫm nghĩ rồi nói: chắc họ để dành làm cây đòn giống, thưa thầy. Đức thầy vừa cười vừa nói: đúng thế ông cả à. Người bạn ông cả đô kinh ngạc tự nghĩ: sao ông này biết hết tâm trạng của mình? Tức thì ông đứng dậy chắp tay xá đức thầy và xin quy y theo đạo. Đức thầy vừa cười vừa lấy tay cản lại nói: khoan đã, nếu ông muốn quy y Phật pháp, hãy trở về quăng bó viết xuống sông đi, rồi lại đây tôi sẽ chứng cho quy y. Sao rõ ra ông bạn này từ trước đến giờ chuyên làm nghề viết đơn kiện cáo ăn tiền, viết theo lời của ông cả Đào Thành Đô. Nhận xét: từ xưa Đức Phật cũng như chư Bồ Tát, vì muốn rộng độ các tầng lớp chúng sanh, nên khi lâm phàm các ngài áp dụng đủ các pháp quyền thiệt đốn tiện, có khi phải áp dụng đến thần thông quyền diệu, ấy gọi là phương tiện pháp. Song các ngài chỉ áp dụng trong giai đoạn tạm thời, chớ mục đích là làm sao cho cả chúng sanh hoài đầu hướng thiện. Trong lúc thi hành bổn phận, các ngài không câu chấp một phương tiện nào, bởi Phật pháp là thế gian pháp, mà thế gian pháp tức là Phật pháp. Câu chuyện người bạn ông cả đô vừa kể, thấy rằng ông đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn vào thì làm sao hiểu đặng cái gì bên trong của đạo. Hơn nữa, ông bạn ấy còn kẹt trong thế trí biện thông, một trong tám nạn, nên phải hiểu lầm về đức thầy, chấp rằng người đứng ra giác chúng độ đời phải có quá trình tu học dài hạn hoặc tài học vấn cao, nên tâm ông còn ngã nhân đố kỵ. Ngược dòng lịch sử Phật giáo, xưa nay những người tu học Phật pháp trình độ và tâm đức chẳng đồng nhau, tạm chia ra là ba hạng. Bậc thứ nhất, sinh nhi tri, sanh ra đã có sự hiểu biết sẵn, tức là bậc đã tu học nhiều kiếp và đã hoàn toàn chứng đắc giác hạnh viên mãn. Song vì có bản nguyện độ tận chúng sanh, nên các ngài phải chuyển kiếp vào đời, ấy gọi là bậc Bồ Tát. Đã là Bồ Tát, khi có mặt trong đời khỏi phải tu học nữa, vẫn thông suốt đạo pháp và vẫn không ô nhiễm lục trần, như hoa sen giữa bụng lầy tự vượt khỏi để nở qua. Đức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay là một trong những trường hợp đó. Lòng yêu sanh chung luân chuyển kiếp, và ai dương trần đổi sắc thân. Dạ câu: cặp mắt thăm dòm xem tứ hải thương, hồng trần mượn xác tái sanh. Hoặc giả: vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thường xác cởi động, chớ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Hạng thứ hai, học nhi tri, có học mới biết. Hạng này cũng đã tu học nhiều đời, nhiều kiếp, nhưng chưa viên mãn chứng quả vô lậu, nên khi ra đời phải tiếp tục tu học nữa. Song nhờ số vốn trí tuệ đã sẵn có, nên học một biết mười biết trăm, chỉ khơi lại là nhớ, hoặc học một mà biết hai ba, hay học năm mười mà chỉ biết một hai. Còn hạng thứ ba là học nhi bất tri, học mà chẳng biết gì hết. Họ chỉ biết chạy theo những cái thấy biết cạn hẹp, bởi nghiệp mê ác che lấp, không nhận được đâu là ánh sáng của trí huệ và đâu là chân lý nhiệm màu. Trường hợp người bạn của ông cả đô, khi đức thầy ra đời, chẳng phải ông không biết,
Nhưng vì nghiệp lực ngăn che, đến 4 năm sau, cơ duyên đưa tới, ông mới gặp được Đức Thầy. Đầu tiên ông có ý định thử thách và tranh luận, song Đức Thầy thấu suốt căn cơ của ông, nên Ngài áp dụng phương tiện tâm lý là kể chuyện người đốn tre cất nhà. Chỉ mấy lời ví dụ mà phá tan lưới nghi, khơi được hạt giống giác ngộ, khiến ông bừng tỉnh, quy đầu Phật Pháp. Còn điểm chót, Đức Thầy bảo ông quăng bó viết xuống sông, chẳng phải Ngài bảo ông bỏ văn chương chữ nghĩa, mà Ngài muốn khuyên ông nên bỏ cái nghề viết đơn kiện mướn, làm ăn theo chánh nghiệp, có lợi ích cho nhân quần xã hội, để khỏi phải bị ác nghiệp trói chăng trong vòng luân hồi sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật. Cổ truyện 62, quý trọng kinh giảng. Nhân chuyến đi thăm Đức Thầy ở nhà ông Ký Giỏi, Bạc Liêu, ông Quảng Diệp còn lưu lại vài ngày. Một buổi sáng nọ, Đức Thầy đang ở trong phòng ông Võ Văn Giỏi, có việc phải đi xa mấy tiếng đồng hồ. Lúc ấy chỉ còn một mình ông Diệp đang ngồi nơi nhà khách. Thấy không có việc gì, ông ra sân đi vòng quanh, xem các chậu hoa kiển một lúc. Khi trở vào, thì thấy trên bàn viết của ông Ký Giỏi có quyển Pháp Bảo Đàn Kinh. Ông mới cầm lên và bước lại ghế ngồi. Ông xem vài tờ, liền xếp lộn lại cầm một tay. Ông ngã ngửa trên ghế đọc tiếp. Bỗng Đức Thầy trong phòng đi ra, bước nhẹ lại gần ông Diệp nói: "Ông Hương Quảng trao quyển kinh cho tôi coi." Ông Diệp ngồi dậy, cầm quyển kinh hai tay dâng lên Đức Thầy. Ngài liền lật quyển kinh lại, rồi hai tay cầm nâng lên, vừa tầm mắt nói: "Ông Quảng xem kinh, hãy cầm như thế này. Đọc kinh phải biết quý trọng và chú tâm theo dõi nghĩa lý mới kết quả. Kinh giảng là pháp bảo, một trong ba ngôi quý báu. Tất cả Phật tử hay môn đồ nhà Phật phải biết kính trọng pháp bảo." Nói rồi Ngài trao quyển kinh lại cho ông Quảng Diệp, bước trở về phòng. Ông Diệp cầm quyển kinh ngồi suy nghĩ, thấm thía lời giáo huấn của Đức Thầy, thật vô cùng thán phục của Ngài. Từ việc lớn đến các điều tỉ mỉ, Ngài không bỏ sót một điểm nào cả. Đoạn rồi ông tiếp tục đọc hết phẩm kinh. Thuật theo lời ông Nguyễn Chi Diệp nhận xét: "Kinh sách Sấm Dạ là lời lẽ của chư Phật và các bậc hiền nhân thánh triết nói hoặc viết ra để khai hóa chúng sanh. Nó có công năng mở mang trí tuệ và dẫn lối cho nhân sanh tiến lên con đường thánh thiện và chân lý. Nên sống trong đời, dù ai cũng đều phải quý trọng kinh sách. Riêng người biết đạo lại càng quý trọng hơn. Do đó, Đức Thầy dạy ông Nguyễn Chi Diệp, kinh giảng là pháp bảo. Tất cả Phật tử hay môn đồ cần phải biết quý trọng. Đây là bài học chung cho tất cả, hiện giờ và dẫn về sau chúng ta nên ghi nhớ. Khi xem kinh giảng, phải biết quý trọng và để tâm theo dõi ý nghĩa mới kết quả. Từ trước tới giờ, thường thấy nhiều người không biết quý trọng kinh sách, hễ cầm lên thì lộn mề lại, hoặc đọc vài tờ là úp lên ngủ. Khi có việc cần đi thì liệng ngang liệng ngửa hay bỏ đại, không kể chỗ dơ chỗ sạch. Điều này chúng ta nên ý thức một chút để khỏi trái lời dạy của Tổ Thầy. Đã là pháp bảo thì đối với người tin Phật hoặc tu Phật, ở đâu hay lúc nào cũng quý báu, chớ chẳng phải đợi thờ trên ngôi tam bảo mới quý báu, mà trong lúc xem coi, đọc học hay cất giữ cũng đều phải biết kính trọng. Đại khái, chúng ta là môn đồ tam bảo, chớ nên xem thường lời giáo hóa của Phật, của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 63, không mà có. Vào thời kháng Pháp năm Bính Tuất 1946, Đức Thầy cùng anh em quân đội đang đóng văn phòng tại tư gia ông Tư Đức ở Bình Hòa, miền Đông, Nam Phần Việt Nam. Gia đình ông bà Tư Đức
có đứa con trai 8 tuổi mắc phải bệnh câm từ nhỏ. Một hôm cha mẹ đứa bé đến than vãn với đức thầy: con tôi từ nhỏ tới giờ không nói chuyện được, vợ chồng tôi chạy chữa nhiều thầy lắm thuốc mà tới nay nó vẫn chưa nói được, thật chúng tôi rầu quá ngài ơi. Buổi trưa hôm nọ, chợt thấy đứa bé câm ấy theo ba đi tắm lên, đức thầy liền đứng chặn đường, giang hai tay dậm chân: mày nói không? Đứa bé kinh sợ la quảng mấy tiếng, vừa chạy vừa kêu ba ba, và từ đó nói chuyện được luôn. Hai ông bà mừng quá bước lại thưa với đức thầy: nhờ ngài chữa trị giùm con tôi nó mới nói chuyện được, vợ chồng tôi cảm ơn ngài vô cùng. Đức thầy cười vui đáp: không có chi, tại tôi dọ nên nó hoảng sợ la lên rồi nói được, chứ đâu có chữa trị gì mà ông bà cảm ơn. Thuật theo lời ông Nguyễn An Tòa. Nhận xét xuyên qua câu chuyện cho chúng ta thấy rằng ông bà Tử Đức có tinh thần yêu nước rất cao, dám hy sinh gia đình cho quân đội kháng Pháp mượn làm vị trí đóng binh suốt cả thời gian dài. Khi đức thầy đặt văn phòng tại đây, ông bà có dịp sống gần gũi rồi theo dõi từng cử chỉ, nói năng, tâm đức và trí tuệ của ngài, khiến ông bà rất thầm kính nể phục. Gần suốt tháng qua, ông bà muốn ngỏ ý nhờ đức thầy trị bệnh cho đứa con mình, song cứ mãi e dè lần lựa. Cuối cùng ông đem tình cảnh ấy than với ngài, chớ chưa dám nói ngay câu chuyện yêu cầu. Riêng phần đức thầy thấy có bổn phận phải chữa trị cho đứa bé câm ấy, song ngài không áp dụng phương cách chữa trị bệnh nhân như từ trước, với một ít thứ lá cây hoặc bông hoặc nước, mà ngài dùng phương pháp vô vi quá, trị như không trị, không thấy trị mà trị, và thấy có trị, thật là không mà có. Cho nên lúc ông bà Tử Đức tỏ lời cảm ơn thì đức thầy đáp: tôi có chữa trị gì đâu, chỉ dọ nó thôi. Đúng như lời ngài từng thốt: khó gặp chữ không không mà có. Một bậc đã đầy lòng từ bi bác ái, cứu thế độ nhân, lúc nào cũng xem mình vô kỷ, vô công và vô danh. Cũng sự kiện này, đức thầy sáng tác Khuyến Thiện quyển 5, ngài lấy bút hiệu là Vô Danh Cư Sĩ. Về phương diện trị bệnh độ đời, ngài cũng đã thổ lộ tâm tư: ngày xưa có ngộ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thầy cho dân. Người xưa còn chẳng ai cần, miệng cho trong sau khi xa sự trạng kể trên, ông bà Tử Đức càng suy gẫm, càng thầm kính đức thầy nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 64, tịnh tâm là đạt huệ. Nếu ai mà bình tĩnh được thì phát huệ. Trong chuyến đi khuyến nông vào mùa hè năm Ất Dậu 1945, khi tới Rạch Giá Kiên Giang, hôm ấy đức thầy nghỉ đêm tại nhà ông Phán Nguyễn Công Hầu. Lúc trò chuyện, ông Phán Hầu có bạch hỏi: thưa thầy, theo ý nghĩ của tôi, một người đã nhiễm đời 30-40 năm như tôi chẳng hạn, bây giờ tu với số năm tương đương như vậy mới gọi rửa hết lòng ô nhiễm trần tục. Nếu tu với thời gian ít hơn, chắc không sao sáng suốt và thoát tục được. Đức thầy nhìn ông Phán Hầu vui vẻ: ông hãy nhìn con sông kia, nếu nước vẫn chảy, gió vẫn thổi và sóng vẫn làm sao động, thì dù trải qua thời gian bao lâu, nước vẫn đục. Bằng gió dừng sóng lặng, nước đứng yên lại, tất nước sẽ trong.
đâu phải đợi thời gian kéo dài. Do đó, người tu nếu biết chủ tâm yên lặng, đối cảnh không nhiễm ô là tâm bình tánh tịnh, trí huệ tức phát khai, dứt được lòng trần tục, ấy là giải thoát. Ông Nguyễn Công nhờ lãnh hội được ý nghĩa đó, lòng kính mừng vô hạn, dẫn theo đạo pháp khai tâm. Nhận xét, đọc qua cốt truyện, chắc ai cũng thấy ông Nguyễn Công Hầu thuộc hàng trí thức, có căn duyên sâu dày với Phật pháp, nên mặc dù mới tu, nhưng ông đã hỏi đến cách tu ngay tâm để sáng suốt và giải thoát sanh tử. Song ông cũng còn nghi ngờ về thời gian nhiễm ô với lúc gội rửa phải bằng nhau mới hết. Đức thầy liền giải nghi cho ông bằng cách tỉ dụ dòng sông trước mặt. Nếu nước vẫn dài, gió thổi sóng động, tức cặn cá sôi trào, thêm đất cát bên bờ sông lở xuống khiến nước phải đục, bằng tất cả đều lặng yên, nước sẽ trong sạch trở lại. Tâm của mỗi hành giả cũng thế, dòng tâm phiền não và hạt giống ô nhiễm nằm sẵn trong tạng thức của mỗi chúng ta. Nếu gặp sáu ngọn gió trần hoặc bát phong thổi vào, tức phiền não dấy lên. Bây giờ, nếu hành giả không làm chủ được mình, để tâm duyên nhiễm theo trần cảnh, tức bị gió bát phong làm tán loạn khỏi lòng, trí tuệ mờ lu, rồi gây tạo nghiệp duyên mà phải luân hồi sanh tử. Do đó, Đức Thầy dạy chúng ta, việc vô tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm nghi tỏ ngồi đau bầu. Hoặc là tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao, trí ráng tìm cái chân lý. Và trong một chánh định, Ngài cũng khuyên, một khi chánh định thiệt là rất gây khó, giữ tấm lòng bất đồng như như, cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bồn. Đại lược những lời dạy trong mỗi chuyện vừa qua của Đức Thầy quả là một pháp cú quan trọng, có diệu năng cho những ai muốn đạt được tâm bình tánh tịnh, huệ nhiệm phát khai, thoát dòng sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 65, hành động khó giấu. Vào năm Nhâm Ngũ 1942, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Lúc bấy giờ ông Hương Sư Chính ở xã Vĩnh Chánh, Long Xuyên muốn đến viếng Đức Thầy, nhưng trong nhà không còn tiền. Ông định ra chợ Long Xuyên tìm bạn thân để mượn. Nghĩ rồi, ông chuẩn bị lên đường. Khi ra tới chợ, ông gặp người bạn rủ đánh bài tứ sắc. Ông đáp, tôi không có đem tiền theo. Người bạn nói, tôi cho anh mượn đánh chơi cho vui mà. Thế là ông Chính chơi bài tứ sắc cả ngày, tới nửa đêm mới thôi, ăn được 20 đồng. Sáng ra ông đón xe đi Bạc Liêu. Khi tới nơi, ông xuống xe, ghé tiệm ăn một tô hủ tiếu và uống 6 xu rượu. Xong rồi mới tới nhà ông Ký Giỏi. Vừa bước vào cửa thấy Đức Thầy đứng trên lầu ngó xuống hỏi, ông Hương Sư mới xuống tới đó hả? Ông Chính liền lột cái khăn xéo đang bịt trên đầu, chắp tay xá Đức Thầy nói, dạ, tôi mới xuống thầy. Đoạn ông bước vào nhà, Đức Thầy trên lầu cũng vừa xuống tới, liền hỏi, sao, trên nhà có được bình an hết không ông Chính? Dạ bạch thầy, tất cả đều bình an hết. Đức Thầy vừa cười vừa bước lại gần vỗ vai ông Hương Sư nói, chà, ông sư thăm tôi kỳ này khỏe quá ha, đã khỏi tốt tiền nhà mà còn được ăn tô hủ tiếu nữa chứ. Nghe Đức Thầy nói, ông Chính rợn cả xương sống, hổ thẹn cho việc phạm giới của mình vừa qua, và tự nguyện với lòng từ đây không để quấy phạm nữa. Sau đó Đức Thầy lên lầu, còn ông Sư Chính ra chợ kiếm người tàn tật ăn xin cho hết số tiền ăn bài vừa qua. Dầu vậy, nhưng khi tiếp tục hầu chuyện với Đức Thầy cũng không đặng bình tĩnh như trước,
lòng ông luôn luôn phập phồng lo sợ. Riêng Đức Thầy thì từ giờ phút ấy cho đến khi ông chính ra về, Ngài không nhắc lại chuyện đó nữa. Dẫn theo đúc từ bi của Ban Phổ Thông Giáo Lý Ấn Hành, nhận xét: người xưa thường bảo, lời nói riêng của người trong thế gian, trời nghe như sấm nổ, lòng tính quấy trong nhà kính, mắt thần xem như điện chớp, nhân gian tư ngữ, thiên văn như lôi, ám thất quy tâm, thần mục như điện. Và một niệm tưởng lành hay dữ trong lòng của mỗi người, trời đất đều biết hết. Nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giai tri, Đức Thầy nay cũng bảo. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Hay là lớn thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Đối với các thần thánh còn biết rõ tư tưởng lành dữ của mỗi người, huống chi Phật đã giác ngộ và có sứ mạng từ niết bàn cực lạc trở lại giáo độ chúng sanh, có lý nào chẳng rõ được lòng người hay sao? Nào ai biết tâm ta đời bát lãng? Ngài cho biết: cặp mắt thăm dòm xem tư hài ơi, thương hồng trần mượn sắc đi tái sanh. Câu chuyện của ông sư chính kể trên giúp cho người sau một bài học kinh nghiệm. Là một tín đồ như chúng ta hiện giờ, hãy mạnh dạn tin rằng những tư tưởng, hành động và ngôn ngữ riêng tư của mỗi người chẳng có điều nào Đức Thầy và chư thần thánh không rõ, để cố gắng gìn giữ cho mình sớm được trọn lành, trọn sáng. Nhất là phần giới luật cần giữ gìn cho tinh nghiêm, có thế đường tu mới mong kết quả, và chẳng phụ công ơn của Thầy Tổ cũng như sự hộ trì của chư thần thánh. Còn điểm đặc biệt nữa là việc Đức Thầy đối với sự phạm giới cờ bạc của ông sư chính, Ngài chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng vậy thôi, thế mà khiến cho ông chính giật mình sợ hãi và tự tâm sám hối. Trong lúc có nhiều người là kẻ bề trên, khi người dưới ta có phạm lỗi thì răng phạt la mắng một cách nặng nề, làm thế có khi chẳng cảm hóa được người mà còn bị thù hận quán ghét là khác. Điều đáng lưu ý là sau khi cảnh giác ông chính, Đức Thầy chẳng hề nhắc đến chuyện đó nữa. Thật là một đức độ từ bi dung thứ của bậc làm thầy đối với tín đồ xưa nay hiếm có. Đây là một tấm gương đáng kính và cũng là một bài học quý giá lưu để muôn đời. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 66, thiếu đức người không nghe. Vào khoảng hạ tuần tháng 4 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy trong chuyến đi khuyến nông đến Hà Tiên, lúc bấy giờ ông Trần Văn Nhàn và một số chức sắc trong đạo có bổn phận kề cận bên Ngài. Dịp này ông Nhàn được chứng kiến câu chuyện vấn đáp giữa Đức Thầy và sư trụ trì chùa Thạch Động Hà Tiên. Sau giờ khuyến nông, Đức Thầy cùng hơn 10 tín đồ đi bộ viếng Thạch Động, cách chợ Hà Tiên vài cây số. Khi bước vào cổng, đoàn người tiến lên dốc gần tới cửa hang, bỗng thấy một nhà sư mặc đạo phục chỉnh tề đứng nghiêm trang tại đó. Sư chẳng những không chào hỏi ai mà còn dùng gậy chặn ngang lối đi. Thấy tình cảnh như vậy, Đức Thầy dừng lại im lặng nhìn sư. Sau mấy giây, nhà sư mới lên tiếng hỏi Đức Thầy: ông ở đâu đến đây? Đức Thầy vui vẻ đáp: tôi ở Sài Gòn đến. Sư ra vẻ bất bình hỏi tiếp: ông là người tu, sao còn giọng ngữ? Tôi rất biết, ông ở làng Hoàng Áo kia mà. Đức Thầy thản nhiên đáp: ông vừa hỏi tôi ở đâu đến đây, nên tôi trả lời ở Sài Gòn đến, vì tôi ở Sài Gòn đã lâu, và từ ấy đi khuyến nông lần tới đây. Chứ nếu ông hỏi quê quán tôi ở đâu, thì tôi sẽ trả lời ở Hòa Hảo. Ông nên nhớ lại câu hỏi của ông vừa rồi xem sao.
Nhà sư cảm thấy ngỡ ngàng vì không trả lời được câu nói của Đức Thầy. Nhưng rồi sư cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi lảng qua chuyện khác. Ông đến đây để làm gì vậy? Tôi đến đây để kêu gọi đồng bào nỗ lực làm ruộng để chặn đứng nạn giặc đói đang xảy ra ở miền Bắc và sắp lan tràn khắp nơi. Sư hỏi tiếng hơi gắt gỏng. Ông năm nay được mấy tuổi và tu đặng bao nhiêu chú đạo? Tôi cho biết, tôi tu đã trên 40 năm rồi mà nói chưa ai chịu nghe. Còn ông mới tu đây, tuổi đạo chưa có bao nhiêu, chắc gì nói người ta nghe. Đức Thầy với thái độ bình tĩnh, vui vẻ trả lời. Theo tôi nghĩ, mình nói mà người ta không chịu nghe, e rằng mình thiếu đức chăng? Qua lời giác tỉnh nhẹ nhàng đó, khiến nhà sư hồi tỉnh, bỏ gậy, đứng nép mình qua một bên, chắp tay mời Đức Thầy và đoàn tùy tùng bước lên chùa. Ngài viếng ở đây độ vài mươi phút, rồi từ giã trở lại chợ Hà Tiên, dẫn theo đuốc từ bi do ông Nhạc Phật nhận xét. Xưa nay tâm lý người đời thấy ai có tài đức hơn mình thường hay sanh lòng ghen ghét đố kỵ. Đọc câu chuyện trên thấy rằng nhà sư ở Thạch Đồng tuy tu hành đã 40 năm nhưng tâm sư chưa vượt ngoài thường tình thế sự. Theo quan niệm của sư, khi thấy Đức Thầy mới trên 20 tuổi đời và chẳng bao nhiêu tuổi đạo mà mỗi thời thuyết giảng đạo lý có hàng mấy ngàn người đến nghe một cách chăm chú, nên sanh tâm đố kỵ. Thế thì biết bao giờ sư thành đạo giải thoát? Giả là đã cùng một đạo Phật mà còn ố nhân thắng kỵ, ghét người hơn mình. Người tu đố kỵ người tu thì bảo làm sao người đời chịu tin, nghe theo. Và nếu tu hành như thế, suốt đời suốt kiếp cũng chưa kết quả. Cả ngàn năm như tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới. Hơn nữa, một nhà tu còn để dạ, ghét thương là còn bị thất tình lục dục sai khiến. Thế làm sao hiểu đúng chân lý của đạo Phật? Sư đã tu hành sai chân lý, tức tri hành không hiệp nhất. Tâm trạng của nhà sư trụ trì chùa Thạch Động còn trong dòng ghét thương nhân ngã, nên khi gặp Đức Thầy, sư mới thốt lên lời gắt gỏng. Tôi tu đã trên 40 năm rồi, mà nay nói chưa ai nghe. Còn ông mới tuổi đạo chưa có bao nhiêu, chưa chắc gì nói người ta chịu nghe. Bởi hiểu rõ tâm trạng của nhà sư, nên Đức Thầy bình tĩnh và vui vẻ đáp lại. Theo tôi nghĩ, mình nói mà người ta không chịu nghe, e rằng mình thiếu đức chăng? Một câu trả lời đầy đức độ phán hòa, thông cảm. Thông cảm ở chỗ Đức Thầy đặt mình trong hoàn cảnh của nhà sư. Khoan hòa ở chỗ Ngài biểu lộ sự bình tĩnh, hòa hài, tha thứ trước thái độ khiếm nhã và bài bác gắt gỏng của nhà sư. Sự ôn hòa, niềm nở yêu nhau. Giả lại, người có đức phải phát xuất từ tâm lành, từ bi bác ái và khoan hòa dung thứ. Có vậy mới biểu hiện ra lời nói ôn hòa nhã nhặn và hành động lễ độ khiêm cung. Do đức độ đó mới khiến được mọi người chung quanh tin tưởng và nghe theo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 67, nuôi chim. Đời xưa quả báu thì chày, đời nay quả báu một giây nhãn tiền. Vào khoảng mùa thu năm Bính Tuất 1946, Đức Thầy đang ở chiến khu miền Đông, Nam phần Việt Nam, hiệp với anh em chiến sĩ Bình Xuyên kháng Pháp. Văn phòng Ngài đặt tại nhà ông Tư Đức, gần ngã tư Cần Dè. Lúc bấy giờ, trong bộ đội có số chiến sĩ miền Tây, gốc tín đồ Phật giáo Hòa Hảo theo lên với Đức Thầy khá đông.
Trong số đó có ông Hai Châu, người ở gần rạch Cái Chiên, quận Châu Thành, Long Xuyên. Khi ấy quang cảnh chung quanh là một miếng vườn rộng trồng đủ loại cây trái, trong vẻ tùm tịch mịch. Một buổi chiều hôm nọ, ông Hai Châu đang đứng giữa mé đường, bỗng gặp em bé đi gác các loại chim manh manh, áo già về ngang. Ông Châu liền kêu lại xem và hỏi giá để mua ít con nuôi, vì từ nhỏ ông thích nuôi chim lắm. Cậu bé gác chim hỏi: "Ông có làm lòng cho chim ở chưa? Loại chim này nhốt bậy bạ nó sẽ chết. Nếu ông muốn nuôi, hãy làm một cái lồng sẵn đi. Hôm nào tôi đi gác chim về ngang đây sẽ bán cho." Ông Châu dần dừ mấy ngày, sợ mình nuôi chim bị đức thầy rầy. Xong vì nghiệp nuôi chim, ông đã thích thú từ thuở bé. Cuối cùng ông quyết định lẻn ra góc vườn, nơi ít có người lui tới. Ông đốn tre, chẻ ra, rồi giót bệnh, làm thành một cái lồng chim rất đẹp, treo dưới tàn cây mát mẻ. Vài ngày sau, cậu bé mang chim lại, ông mua ít con thả vào lồng nuôi. Hằng bữa, ông lén ra đó cho ăn và thay nước uống cho chim. Sau đó hơn một tuần, ông Châu đang chăm sóc ngắm nhìn mấy con chim, bỗng thấy từ đàn xa đức thầy vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật. Ngài tiến lần về hướng có lồng chim. Ông Châu vội vàng bước nhanh qua bụi tre, rồi núp mình vào cụm cây rậm, ý để đức thầy không thấy kịp. Mắt ông theo dõi từng cử động của ngài. Ông Châu thấy đức thầy với dáng vẻ tự nhiên từ từ bước đi, hai tay chắp tay để sau lưng. Khi tới lồng chim, ngài nhìn lên, nói hơi lớn tiếng: "Ai nhốt mấy con chim này ở đây vậy?" Ngài lặp lại câu hỏi ấy lần nữa rồi quay đi, nhưng còn ngó ngoái lại nói: "Người ta nhốt mình như vậy, mình có chịu không?" Nói xong, ngài xoay người trở vô nhà. Nãy giờ ông Châu đứng núp im lặng như nín thở, lắng nghe rõ từng tiếng nói của đức thầy. Ông hơi thoáng buồn tự thốt: "Mình nuôi chim, tại sao đức thầy lại nói mình nhốt chim?" Nhưng từ giờ phút ấy, lòng luôn phập phồng lo sợ. Suốt buổi chiều đó, không thấy đức thầy kêu rầy chi hết. Xong đêm ấy, ông nằm thao thức không ngủ được, mãi suy nghĩ tới lui câu nói của đức thầy. Cuối cùng, ông mới hiểu ra là ngài không cho mình nuôi chim. Thế là sáng hôm sau, ông ra sau vườn mở lồng thả hết mấy con chim và thủ tiêu luôn cái lồng. Qua mấy tháng, đến khoảng trung tuần tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947, đức thầy rời miền Đông trở về miền Tây để dàn xếp cuộc xô xát giữa Việt Minh và dân xã, rồi ngài vắng mặt luôn. Còn ông Hai Châu và 40 chiến sĩ gốc Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo còn kẹt lại, sau bị Nguyễn Bình, khu trưởng quân khu 8 ra lệnh bắt hết cho ngồi tù suốt thời gian 8 tháng. Khi họ đài ông Châu và 40 chiến sĩ đi lao tác ở Mộc Hóa gần biên giới Miên Việt, ông Châu và 40 chiến sĩ đó mới có dịp trốn về Đồng Phong Mỹ, rồi vượt qua sông Tiền Giang về Long Xuyên. Theo lời ông Châu thuật lại, thời gian bị tù đài, ông mới hồi tưởng lúc mình ở miền Đông nuôi mấy con chim, làm nó mất tự do 8 ngày, mà bây giờ bị ngồi tù 8 tháng. Thật là có tạo nhân, tức có hưởng quả không sai. Bài học trải 45 năm, ông Châu không thể nào quên được. Thuật theo lời ông Hai Châu. Nhận xét: người xưa từng bảo, nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Một miếng ăn hay một thức uống của mỗi người trong thế gian đều do nhân duyên tạo tác từ trước. Câu chuyện ông Hai Châu nuôi chim kể trên thấy có những đặc điểm người sau cần phải lưu ý. Thứ nhất, nhân quả nghiêm minh. Kinh xưa từng chép: gieo gió thì gặt bão, song thời gian từ lúc gieo nhân đến khi thành quả có chậm mau là do các loại giống mạnh yếu khác nhau, và gặp thuận duyên hay nghịch duyên của nó. Ví như hạt giống mạnh thì nứt mầm sớm, hạt giống yếu thì nứt mầm chậm. Cũng như có giống lúa gieo 7 tháng mới gặt lúa mùa, lại có giống gieo 3 tháng hoặc 95 ngày là gặt lúa 3 tháng bây giờ. Việc lành dữ tốt xấu của mỗi người cũng thế, làm lành hưởng phước, tạo ác mang tai là một định luật bất di bất dịch.
nhưng nó kết quả có mau chậm là do thuận nghịch duyên, hoặc là phát động lực của tâm hạnh có mạnh yếu, bởi việc đó vô tình hay cố ý. Còn người đã gieo nhân lành vẫn tiếp tục làm lành là thuận duyên. Bằng có nhân lành rồi cũng còn làm dữ, ấy là bị nghịch duyên lành, mà lại thuận duyên cho nhân ác. Nghiệp lành hay dữ gì cũng thế. Thêm nữa, cũng có những loại giống một hạt sanh ra một quả, hoặc một hạt sanh ra rất nhiều quả. Người xưa cho biết, xưng một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Trở lại chuyện ông Hai Châu nuôi chim vừa kể, ông chỉ làm cho chúng mất tự do 8 ngày, mà sao phải bị tù đày 8 tháng mới ra khỏi. Đây là trường hợp nhân quả trong một đời. Đức Thầy cho biết, đời xưa quả báo thì chay, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Ý thứ hai, tinh thần tự do bình đẳng. Các sinh vật hữu tình trong thế gian cũng như loài người đều có linh hồn thể xác, đều biết ham sống sợ chết, biết vui buồn thương ghét như nhau. Nhưng loài người được xem là tối linh hơn muôn vật là do có tạo nhiều nghiệp lành từ trước. Hơn nữa, chúng ta là người tu, là hạng đã và đang tiến hóa, tất phải tôn trọng sự tự do bình đẳng của muôn loài. Xưa Đức Phật bảo, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Thầy nay cũng dạy, các chúng sanh đều có như ta. Đã là người, chúng ta phải biết tôn trọng tinh thần tự do bình đẳng, nên lúc nào cũng mang lại sự an vui hạnh phúc cho muôn loài. Không nên ỷ mạnh, ỷ khôn mà bắt hiếp các sanh vật. Việc ông Châu nuôi chim, tuy ông cũng chăm sóc tinh tiêu cho ăn uống đầy đủ, nhưng cũng đã làm cho nó tồi túng mất tự do, tức nó phải khổ sở lắm. Như người ở trong ngục tù cũng được ăn uống tắm rửa, nhưng không lúc nào được an vui thư thái. Ý thứ ba, phương cách giáo hóa. Ông Hai Châu nuôi chim chẳng phải Đức Thầy không biết, nhưng Ngài dùng cử chỉ và lời lẽ khéo léo, nhẹ nhàng để cảnh tỉnh ông. Ai nhốt mấy con chim này đây vậy? Người ta nhốt mình như vậy, mình có chịu không? Khi mới nghe, bản năng của ông Châu như cái máy tự động. Mình nuôi chim sao Đức Thầy cho là nhốt? Song nhờ có sâu duyên cùng Phật Pháp, nên đêm ấy, ông dùng lý trí xét lại câu hỏi của Đức Thầy. Thấy Ngài quá tế nhị trong việc giáo huấn tín đồ, lúc nào Ngài cũng muốn mọi người, mọi giới đều biết tiến hóa đến chỗ tự do bình đẳng và bác ái đại đồng. Đêm buồn sống mới cho nhân loại, để tiên tiến lên cõi đại đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 68, việc nào làm trước. Khoảng cuối mùa hạ năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thành, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ, Nam Phần Việt Nam. Lúc bấy giờ quan cảnh tại nhà ông Bộ Thành rất nhộn nhịp, bá tánh và tín đồ khắp nơi lui tới càng lúc càng đông, mục đích là nhờ Đức Thầy trị bệnh và nghe thuyết pháp. Trước nhà ông Thành đã sẵn có một cái nhà khách, song vẫn chật ních trong lẫn ngoài. Ông Thành có ý định lắp cái hầm bên cạnh nhà để cất thêm một cái nhà chứa khách nữa. Ông trình chuyện ấy với Đức Thầy và bàn với số đồng đạo xung quanh, ai nấy đều tán đồng và quyết định sáng hôm sau bắt đầu thi hành công tác. Thế là đúng 6 giờ sáng hôm ấy, anh em đồng đạo tụ họp lại đầy đủ, nhưng ông Bộ chưa có mặt nên cùng nhau ngồi đợi nơi nhà khách. Đức Thầy từ bên trong bước ra hỏi, sao các ông ngồi đây chưa bắt tay vào việc? Một người trong số đó đứng lên thưa, chúng tôi còn đợi ông Bộ ra sắp đặt. Đức Thầy hỏi lại,
Ông bộ giờ này còn làm gì? Ở đâu mà chưa ra đấy? Bạch thầy, người nhà cho biết ông bộ còn đang tĩnh niệm trong phòng. Đức thầy vừa cười vừa nói hơi lớn tiếng: lấy đứt cục chọi vào thì ông ta ra liền cái gì? Mọi người nghe không ai nín cười được. Bây giờ ông Bộ Thạnh đang ngồi niệm Phật, tai nghe đức thầy và mọi người đối đáp. Ông giật mình xả tịnh, thay đồ gấp đi ra, thuộc theo lời ông Sáu Diên. Nhận xét, người xưa từng bảo: nghĩa công là trọng, niềm tư xá dị. Đúng thế, sử sanh xưa nay đều ghi chép không sai chạy. Sở dĩ các bậc hiền thánh hay những anh hùng liệt sĩ thường được người đời sùng ngưỡng, thánh sử ghi liên là nhờ các vị ấy biết xem việc tư riêng của mình là phụ thuộc, còn việc công nghĩa là quan trọng chánh thức. Câu chuyện xảy ra ở nhà ông Bộ Thành là điển hình cho việc công nghĩa phải làm trước. Bàn bạc qua giáo lý Phật giáo hòa hảo, mỗi tín đồ cần thiệt thi hai phần chính yếu, vừa tu thân vừa xử thế, không thể thiếu một. Song phần tu thân, việc riêng tư của thân tâm mình, còn vấn đề đối xử với thế nhân là việc công ích chung của cả đồng bào nhân loại. Có lần đức thầy đã dạy: sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật không bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ độ giúp các người. Mà trái lại, Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự của con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Trở lại công việc lắp hầm các nhà khách tại nhà ông Bộ Thạnh, chính ông đã đề xuất, anh em mới đồng ý theo. Ông là chủ sự, có trách nhiệm sắp đặt cho đồng đạo thi hành công tác. Đây là việc công ích chung. Còn việc công phu niệm Phật là phần riêng của bản thân ông. Đành rằng, việc này cũng cần thiết, không thể thiếu. Nhưng mình đã hứa hẹn với anh em thì phải tranh thủ lễ bái tịnh niệm sớm hơn thường lệ để kịp giờ thi hành công sự, vì bao nhiêu người đang chờ đợi mình. Giả lại, sự công phu niệm Phật không nên câu chấp một hình thức ngồi, mà phải ráng trì tâm tưởng niệm căn thâu, nằm đi đứng hay ngồi chăng chấp. Hoặc là muốn niệm Phật chẳng cần sớm mơ tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Bởi ông Bộ Thạnh chấp không bỏ một thời ngồi niệm Phật nào, nên đức thầy giả vờ nói hơi lớn tiếng cho ông nghe: ông Bộ giờ này còn làm gì ở đâu mà chưa ra đấy? Và Ngài vừa cười vừa nói tiếp: lấy đứt cục chọi vào thì ông ra chứ gì? Nhờ thế mà ông Bộ giật mình nên xả tịnh đi ra. Đây là một bài học kinh nghiệm chẳng riêng ông Bộ Thạnh mà đức thầy còn dạy chung cho tất cả mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 69, nghiệp ai nấy trả. Lúc đức thầy mới khai đạo tại thánh địa Hòa Hảo năm 1939, có ông Huỳnh Hữu Phỉ, người ở xã Phú Lâm gần chợ Dàm Cái Dị. Năm ấy ông đến quy y với đức thầy. Từ đó ông thường lui tới tổ đình chép kinh giảng, và sau này ông có trách nhiệm đại diện cho đạo trong phần quận Tân Châu. Một hôm, thân phụ ông Phỉ dương bệnh nặng, lúc gần lâm chung, sanh chứng nứt cục liên hồi. Ông Phỉ lo chạy chữa đủ phương thuốc, bệnh cũng không giảm chút nào. Ngày nọ ông đi làm việc về, vào đứng bên giường thăm, thấy thân phụ nứt cục, thở không muốn kịp. Lòng ông rất đau xót, bèn bước ra lên nhang đèn các bàn thờ. Ông quỳ trước ngôi Tam Bảo tha thiết cầu xin với trời Phật để ông thay thế bệnh căn cho thân phụ. Đoạn rồi ông thỉnh ly nước cúng cho thân phụ uống, bệnh tạm bớt được một tuần, sau cũng qua đời.
thân phụ từ trần chẳng bao lâu, ông Phỉ cũng phát lên bệnh nứt cục. Ông suy nghĩ, mình đã nguyện thay bệnh cho thân phụ, thì bây giờ phải chịu lãnh trả cho đến khi dứt nghiệp, chứ không nên trị thuốc. Nhưng bệnh ông càng lúc càng tăng, thấy để lâu không tiện, nên ông kêu người cháu chở xuống Hòa Hảo gặp Đức Thầy xin thuốc. Khi đến nơi, may gặp Đức Thầy đang điều trị cho các bệnh nhân. Ông đứng chờ một chút rồi chắp tay thưa: Bạch Thầy, hổm rày con mang bệnh nứt cục nhiều quá, nay đến nhờ Thầy trị giùm, và có một việc còn hoài nghi nhờ Thầy chỉ dạy. Nguyên nhân trước đây, ông thân tôi đau bệnh nứt cục rất nặng, tôi có đến ngôi Tam Bảo nguyện xin thay nghiệp thế cho ông. Nay tôi cũng đau y chứng bệnh ấy, vậy có phải kết quả theo lời nguyện đó hay không? Nghe qua, Đức Thầy ôn tồn đáp: Nghiệp của ai nấy trả. Ông nên biết nghiệp của thân phụ ông thì thân phụ ông trả, còn nghiệp của ông thì ông trả, chứ không ai thay thế cho ai đặng. Nhưng bổn phận làm con, mà ông có lòng hiếu đạo như vậy là tốt. Nói xong, Đức Thầy bước lại bàn, biên cho ông Huỳnh Hữu Phỉ một toa thuốc. Ông đem về tiệm thuốc Bắc tại chợ Giàm hốc một thang. Ông chợt thầy chủ tiệm thuốc cầm lên đọc rồi lật qua lật lại nói: Này ông Hào, đây là chỗ quen biết tôi mới nói, trong cái toa thuốc này chẳng có vị nào trị ngay bệnh nứt cục hết, mà hút cái gì? Đây là cái toa thuốc của tôi thì ông cứ hút, đâu phải cái toa của ông mà ông đắn đo ngần ngại. Hút xong, ông Hào đem thang thuốc về sắc uống hết nước nhất, thấy bệnh giảm nhiều, sáng lại uống thêm nước gì nữa là bệnh dứt luôn. Hôm sau, ông chủ tiệm thuốc đến thăm, thấy bệnh hết mau như vậy, mới hỏi ông Phỉ: Ông Hào cho tôi mượn toa thuốc hôm qua để xem kỹ lại coi. Ông xem tới xem lui một hồi rồi nói: Ông thầy ra toa thuốc này tuy không có vị nào trị ngay bệnh, nhưng ông trị tận gốc bệnh, nên thuốc uống mới hiệu nghiệm như vậy. Đây thật là ông tổ thầy thuốc đó anh Hào, chứ không phải thường đâu. Tới đây ông Phỉ mới nói rõ: Toa thuốc này do Đức Thầy tôi ra đó. Ông chủ tiệm hết lời thán phục. Sau thời gian, ông cũng xin quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Phỉ. Nhận xét, đọc câu chuyện trên, thấy rằng Đức Thầy muốn dạy tín đồ bài học khá quan trọng. Thứ nhất, định lực nghiệp báo. Đây là lực phản ứng của nhân và quả. Xưa nay mọi người trong thế gian đều bị chi phối bởi định lực ấy. Luật ghi nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Song sự thành quả của nó có sớm hay trễ vậy thôi. Là làm những gì cũng thế, kinh Minh Thanh cũng xác định: Thiện ác đau đầu chung hữu bao, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Cho nên Đức Thầy mới nói với ông Phỉ: Nghiệp của ông thân thì ông thân trả, còn nghiệp của ông thì ông trả, chứ không ai thay thế cho ai đặng. Nhận xét thứ hai là lòng hiếu thảo. Người xưa từng nói, mùa xuân là đứng đầu trong bốn mùa, còn hạnh hiếu thảo là cao trước hơn trăm hạnh. Thiên địa tứ thời, xuân tại thủ, nhân sanh bách hạnh, hiếu di tiên. Đức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo nay cũng dạy: Nhân sanh hiếu nghĩa, dị di tiên. Hạnh thiện tri kinh, thị sĩ. Do đó Đức Thầy trả lời với ông Hào Phỉ: Nghiệp của ai nấy trả. Nhưng ông có lòng hiếu đạo như vậy là tốt. Thật vậy, khi ông Phỉ thành tâm cầu nguyện và thỉnh nước lã cho thân phụ uống, thì bệnh nứt cục bớt được cả tuần. Nhận xét thứ ba, trị tận gốc bệnh. Đức Thầy cho ông Phỉ toa thuốc trị bệnh nứt cục. Chủ tiệm thuốc xem qua hỏi:
sao không thấy vị nào trị bệnh đến cùng? Nhưng khi ông Phỉ uống hết bệnh, ông chợt thầy mới mượn to thuốc xem kỹ lại rồi nói: to thuốc này trị tận gốc bệnh, ông thầy ra to này là ông tổ thầy thuốc đó. Đúng thế, đã là thầy thuốc thì dù đông y hay tây y gì cũng vậy, nếu không chịu tìm nguyên nhân phát sinh ra bệnh mà chữa bệnh thì bệnh chỉ dừng lại đó, rồi ít lâu cũng tái phát. Cũng như ông chủ muốn bỏ những cây dạ trong miếng vườn của mình mà chỉ chặt ngang chứ không bứng tận gốc, sau thời gian nó sẽ đâm chồi nảy tược lạ. Đối với người tu hành cũng thế, nếu chỉ tu sửa qua loa bên ngoài của hình tướng thân khẩu, chẳng chịu tu ngay vô tâm ý, thì biết bao giờ mới hết phiền não và nghiệp tội. Tiếp theo đến mẫu chuyện 70, Phật ở đuôi cồ. Vào cuối năm Kỷ Mão 1939, thân mẫu ông Đặng Thành Từ đến thánh địa Hòa Hảo viếng Đức Thầy. Chính bà được nghe thấy câu chuyện sau đây. Hôm ấy, sau giờ thuyết giảng đạo pháp, Đức Thầy dừng lại, bỗng thấy một chiếc xuồng chở 4-5 người đàn bà ghé bến tổ đình. Khi bước lên, các bãi đi ngay vào nhà chấp lễ bái, rồi đến trước mặt Đức Thầy đồng chấp tay thưa: dạ bạch Thầy, chúng tôi vừa mới tới. Đức Thầy cúi đầu đáp lễ rồi hỏi lại: quý bà từ đâu đến đây? Dạ thưa, chúng tôi từ làng Ăn Không đến. Quý bà đến đây có việc chi chăng? Bạch Thầy, chúng tôi đến đây trước lễ Phật và sau viếng thăm Thầy. Ngài vừa cười vừa nói tiếp: quý bà có lòng như vậy tôi rất cảm ơn, nhưng Phật ở dưới đuôi cồ, chứ đâu có ở đây mà lễ kính. Nghe Đức Thầy nói thế, các bãi đều nhìn nhau, ai cũng nghĩ thầm: tại sao Đức Thầy biết rõ việc vừa qua của chúng ta? Sau vài mươi phút im lặng, một trong số đó đứng lên chắp tay thưa: dạ bạch Thầy, lúc chúng tôi bơi xuồng qua đây, khi tới đuôi cồn Tân Long gặp gió sóng lớn quá, xuồng bị vô nước gần muốn chìm, nên chúng tôi ai cũng lo niệm Phật không ngớt tiếng. Đức Thầy hỏi thêm: khi hết sống rồi, quý bà cũng hết niệm Phật luôn phải không? Nghe Ngài nói trúng tâm lý, các bãi ai cũng cười thẹn, chứ không dám nói thêm gì nữa. Đức Thầy liền nghiêm nghị nói tiếp: quý bà nên nhớ, sự niệm Phật kính trời thì lúc nào cũng niệm kính, chớ chẳng phải đợi khi gặp tai nạn mới niệm kính nha. Ngài nói dứt lời, ai cũng vui mừng vì được học thêm một bài học chí lý, thuật theo lời ông Đặng Thành Từ. Nhận xét, cổ đức từng bảo: lễ Phật giả tỉnh Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật tri ân. Lễ Phật ấy là tôn kính cái đức của chư Phật, còn niệm Phật là cảm nhớ cái đức ân của Phật. Sự kính tinh và cảm nhớ ân đức này lúc nào cũng ghi tạc trong thâm tâm của mình mới được cảm giao với chư Phật. Hơn nữa, sự niệm Phật là tu theo pháp môn tịnh độ, tức trì niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là hành giả phải niệm cho đến chỗ nhất tâm bất loạn mới được hòa nhập vào bản lai thanh tịnh. Đức Thầy hằng dạy môn đồ: 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Và môn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng, sao chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều ta đang hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Giả lại, quý bà ở xã An Phong còn sơ cơ hành đạo, niệm Phật chưa đến chỗ bất ly tâm được. Do đó, Đức Thầy mới tạm áp dụng tâm lý, khiến mấy bà giật mình sanh lòng kính tín, để rồi sắp tấn các bà tiến lên: quý bà nên nhớ, sự niệm Phật kính trời lúc nào cũng niệm kính, chớ chẳng phải gặp tai nạn mới niệm kính. Lời khuyến tấn của Đức Thầy vừa kể, chúng tôi thiết nghĩ không riêng quý bà ở xã An Phong mà hầu hết đồng đạo đều phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 71, Hà Tiên là gì?
cuối năm thần sẽ lo vận chuyển. Sự Hà Tiên đây là lời của Đức Thầy. Lúc mới khai đạo năm 1939, tại chợ Mỹ Lương, xã Hòa Hảo, có ông thầy Mười, chủ tiệm thuốc đông y. Ông thấy Đức Thầy còn trẻ tuổi, học vấn chưa cao, mà lại sáng tác nhiều loại thi thơ. Theo ông, người trình độ như vậy làm sao sự thấy biết đầy đủ đặn, nên ông xem thường. Dầu vậy, ông Mười cũng thường lui tới tổ đình uống trà và đàm đạo với Đức ông, tiện dịp thử xem Đức Thầy trị bệnh và thuyết pháp ra sao. Đến khoảng trung tuần tháng 8 năm ấy, 1939, nước lớn, lúa ngoài đồng bị ngập lụt, con đường trước cửa tổ đình nước gần tràn ngang. Ông Mười từ nhà chợ Mỹ Lương đi xuống, khi gần tới cửa tổ đình, Đức Thầy đứng chờ sẵn đợi ông Mười đi tới. Ngài chắp tay chào và hỏi. Nghe ông Mười thông suốt từ Hán, hôm nay xin phép ông cho tôi hỏi một vài chữ được chăng? Ông Mười cười đáp. Muốn hỏi thì cứ hỏi, chớ xin phép xin tắc gì cậu. Đức Thầy liền hỏi tiếp. Hà Tiên là gì ông Mười? Việc đó dễ ợt, có khó gì đâu mà cũng hỏi. Hà Tiên là một trong 20 tỉnh Nam Kỳ của mình, nằm phía trên rạch giá, giáp biên giới Miên Việt. Nơi ấy có lăng Mạc Cửu và nhiều cảnh đẹp như thạch động, đá dựng, mũi nai, v.v. Đức Thầy vừa cười vừa nói. Ông giải nghĩa không đúng rồi ông Mười ơi. Cậu nói sao? Theo cậu Hà Tiên có nghĩa là như thế nào? Ông chịu thua đi, tôi sẽ giải nghĩa cho ông nghe. Thì chịu thua đó, cậu giải đi. Nếu giải không đúng lý thì không được với tôi nghe. Bây giờ nước ngập sát mé đường, Đức Thầy liền ngồi xuống, vừa lấy tay khoát nước, vừa nói. Hà là sông, tiên là trước. Nói chung hai chữ Hà Tiên là sông trước, tức là sông Tiền Giang trước mặt mình đây. Còn sông bên kia, sau lưng chúng ta là Hậu Giang. Có thế mà ông không hiểu, lại trả lời là tỉnh Hà Tiên, làm sao đúng ý câu hỏi của tôi. Đức Thầy giải xong, ông Mười và mọi người đứng nghe từ đầu tới giờ đều thì thầm tán thán, ý phàm làm sao bằng ý Phật, thuộc theo lời ông Lê Minh Đường. Nhận xét, xưa nay các nhà Hán học thường bảo, chữ Hán có rất nhiều nghĩa, nhất tự lục nghĩa. Vì thế người viết cũng như người đọc đều phải thận trọng, tùy cách dụng văn hoặc chỗ đứng của nó mà hiểu nghĩa mới không sai lệch. Nói về văn Việt, tuy đơn giản hơn văn Hán, nhưng người sử dụng muốn tìm ra ý nghĩa cũng phải suy xét cho tường tận mới khỏi bị lầm lẫn. Đọc giai thoại trên, chắc ai cũng không quên câu chuyện thiền sư Hiếu Chi đang ẩn tu trên núi, nổi tiếng là người văn hay học rộng. Một hôm, ông viết lên tấm bảng để giữa đường hai câu: Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Quỳnh Cậu Hòa Quê Tâm. Sau thời gian, có cậu thư sinh đi ngang đường, lại xem rồi phê bình. Minh Nguyệt là ánh sáng của mặt trăng, làm gì kêu trên đầu núi được. Nên ông ta lấy viết sửa chữ Kiếu thành chữ Chiếu. Còn câu dưới chữ Quỳnh Cẩu là con chó vàng, làm gì nằm trong cái hoa cho đặng. Quả trăng là nằm dưới bóng hoa, nên ông sửa hai chữ Quê Tâm lại là Hoa Âm. Sửa xong, ông ngâm lên: Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, Quỳnh Cẩu Ngọa Qua Âm. Đọc xong, ông rất đắc ý rồi ra đi. Qua thời gian, chàng thư sinh ấy có dịp đi tham quan vùng núi. Khi lên gần tới đỉnh đầu, bỗng nghe tiếng chim kêu lạnh lót. Ông hỏi người bạn cùng đi: Đó là con chim gì vậy? Người bạn trả lời: Nó là chim Minh Nguyệt đấy. Chàng thư sinh ngạc nhiên thốt: Ồ, lại có con chim tên Minh Nguyệt sao? Đoạn rồi chàng lại tiếp tục đi tới đoạn đường nữa, bỗng gặp cánh hoa vừa đẹp lại vừa thơm. Chàng vội bẻ lấy đưa mũi ngửi, bỗng gặp con sâu nằm trong đó.
Anh ta giật mình hỏi. Sau đó được người bạn cùng đi giải thích: đây là con sâu huỳnh cẩu, khi sáng sớm qua nở xè hứng sương mai, loại sâu này bò vào nhụy, lúc nắng lên cánh hoa ớp lại, sâu bò ra không kịp nên kẹt nằm trong đó luôn. Đến đây chàng thư sinh mới dở lẽ: chim minh nguyệt, sâu huỳnh cẩu có thật, mình chưa biết, lại sửa chân của người, thật là việc sai lầm quá lớn. Lòng chàng vô cùng hối hận cho tánh vội vàng thiếu cẩn thận của mình. Trở lại câu chuyện đức thầy và ông Mười, với ý nghĩa hai chữ Hà Tiên, trong văn chương có rất nhiều loại đồng tự dị nghĩa và đồng âm dị nghĩa, vân vân. Trường hợp này là đồng tự dị nghĩa, tức là hai chữ Hà Tiên viết và nói giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Ông Mười tuy có trình độ hán học, song vì bị hỏi bất ngờ nên hiểu lầm, trả lời chẳng đúng cách dụng chữ của đức thầy. Đây chỉ là một từ ngữ Hà Tiên thôi mà còn sai lầm như vậy, huống chi cả một kho tàng kinh giảng của đức thầy, nó hàm chứa biết bao danh từ, triết lý, văn chương, cao từ ẩn dụ. Vậy ai muốn tìm hiểu nghĩa, chẳng phải chỉ nhìn qua loa rồi kết luận vấn đề, mà phải cẩn trọng xét suy từ cái nét, cái dấu của mỗi chữ. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, nếu không chú tâm cẩn thận như vậy, ắt phải bị lầm là đáng tiếc. Nhất là người muốn trở thành một giảng viên luận đạo, khuyên tu, lại càng thận trọng hơn. Trước khi luận xét việc chi, ta hãy dẹp tan bản ngã và tánh vội vàng háo thắng, mới phải lầm là đáng tiếc. Giả lại, mình hiểu lầm đã là một tai hại, còn làm cho số người khác lầm theo, thật là việc đáng buồn hơn vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 72, Tướng Hảo Cổ Ban Nấn. Vào khoảng cuối năm Kỷ Mão 1939, lúc đức thầy còn khai hóa đạo màu tại tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, mỗi buổi tối ngài thường thuyết giảng đạo lý cho bá tánh nghe. Bây giờ có bà Sáu Thoại ở xã Hưng Nhơn, cách chợ Mỹ Lương trên cây số. Bà rất quen thân với đức bà, thân mẫu đức thầy, nên hằng đêm bà thường đến trò chuyện với đức bà, tiện dịp nghe đức thầy thuyết pháp luôn thể. Mỗi lần trước khi ra về, bà Sáu đều đến trước mặt đức thầy chắp tay thưa: dạ thưa cậu Tư, tôi về. Hôm nọ bà Sáu với động tác và cử chỉ đó: thưa cậu Tư, tôi về. Đức thầy liền kêu bà hỏi: bà biết tôi là ai không? Bà Sáu không hiểu phải trả lời sao, đứng ngơ ngác rồi đi luôn. Đến đêm kế tiếp, đức thầy vừa lấy ngón tay chỉ vào cổ, vừa hỏi câu đó nữa. Bà Sáu cũng chẳng hiểu phải trả lời sao, đứng lững khững rồi bước đi. Đến đêm thứ ba, trước khi từ giả, đức thầy cũng kêu bà Sáu hỏi câu ấy, bà cũng đứng ngẩn người không trả lời được. Ngài liền bảo: tôi nhắc như vậy bà cũng chưa nhớ sao? Thôi lại đây, tôi tặng một quyển giảng đem về xem thử. Lúc đó đức thầy đã sáng tác và in xong bốn quyển giảng, nhất nhì ba tư. Ngài rút ngay quyển thứ nhì, tức quyển kể dân của người cùng, trao cho bà. Bà Sáu đem về kêu người cháu nội là anh Sáu Thuẫn bắt ghế bố nằm một bên giường đọc cho bà nghe. Khi anh Thuẫn đọc đến hai câu: lời của người di tịch núi sông, chớ chẳng phải bài điều huyền hoặc. Bà Sáu đang nằm vội quơ hai tay lên nói lớn: bà Sáu, rồi đúng rồi. Anh Thuận hoảng hồn buông rơi quyển giảng xuống, đứng phắt dậy hỏi: cái gì vậy bà nội, bà có sao không? Không sao, đúng rồi. Cậu Tư con ông cả ở ngoài chính là đức Phật thầy Tây An tái kiếp đó con à. Tại sao bà biết? Anh Thuận hỏi lại. Bà Sáu chậm rãi giải thích: vì mỗi lần cậu Tư hỏi bà biết tôi là ai không, thì cậu luôn chỉ ngón tay vào cổ, đúng là nơi cổ của cậu hiện giờ có đủ ba nấm như cổ của đức Phật thầy Tây An hồi xưa vậy.
Đoạn rồi bà Sáu kêu hết người nhà ngồi chung quanh để nghe bà kể lại chuyện trước. Vào đầu năm Bính Thìn năm 1856, bà mới lên 4 tuổi, bị bệnh dịch tả rất nặng. Thầy thuốc chung quanh trị không hết, ba má bà quyết định chở bà đến núi Sam để nhờ Đức Phật Thầy cứu hộ. Vì ông bà đã quy y Đức Phật Thầy từ thuở trước, ông bà để bà xuống ghe nhỏ chèo lên khỏi Châu Đốc, theo đường kinh dịch tế vô núi Sam. Nhưng còn khoảng cây số thì thân bà lạnh ngắt, gần hết thở. Ông bà phân vân, cuối cùng nhất quyết chở đại đến gặp Đức Phật Thầy coi sao. Khi kiến diện ngài, bảo bồng đứa bé lên và bảo để nó nằm xuống. Đoạn ngài lấy bàn chân đặt lên lưng đứa bé độ ít phút thì cả châu thân đứa bé từ từ ấm lại. Đức Phật Thầy kêu người nhà đỡ đứa bé dậy, rồi ngài cho uống thêm chung nước lã là đứa bé hết bệnh. Bây giờ Đức Phật Thầy kêu cha mẹ của bà Sáu nói: hai ông bà cho đứa bé này tối đi. Ông bà còn đang suy nghĩ, Đức Phật Thầy nói tiếp: tôi xin là để nó quy y tu hành, chứ chẳng phải bắt nó ở đây luôn. Khi làm lễ quy y xong, bà Sáu cùng cha mẹ ra về. Khoảng 3 tháng sau, ông bà dắt bà Sáu trở lên núi Sam viếng Đức Phật Thầy lần nữa. Kỳ này bà Sáu mới dám nhìn kỹ, thấy nơi cổ của Đức Phật Thầy lộ ra đủ 3 ngấn. Bà Sáu kêu mọi người cùng nhận định: trên 80 năm nay, bà không hề thấy ai có tướng hảo như vậy. Bây giờ cậu Tư, con của ông cả, lại có tướng cổ 3 ngấn, cộng với lời giảng của cậu mà bà vừa nghe. Lời của người di tịch núi Sam chớ chẳng phải bài điều quyền quặc. Nói đến đây bà quả quyết: cậu Tư, con ông cả chắc chắn là Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Thế là sáng hôm sau, bà Sáu kêu hết thân tộc nội ngoại gần 50 người cùng đến tổ đình xin quy y với Đức Thầy Phật giáo Hòa Hảo. Và từ độ ấy, bà thường tới tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo lý nhiều hơn lúc trước. Có một hôm, bà đến trước mặt Đức Thầy chắp tay thưa: bạch Thầy, năm nay tụi tôi đã lớn, thân cũng già yếu, biết sự tu hành của tôi có còn sống kịp dự hội năm qua chăng? Đức Thầy vui vẻ rút tờ giấy viết nhanh 4 câu thơ trao cho bà và bảo về xem kỹ trong đây là biết. Long qua hỏi ấy còn xa, ráng mà tu đêm đắng nhờ thân sao. Phải chi hỏi ấy ở hậu gần thì ông hạ tất xuống trần làm chi. Thuật theo lời ông Sáu Thuẫn, cháu nội của bà Sáu, nhận xét câu chuyện bà Sáu thoại giúp cho người sau những bài học kinh nghiệm. Điểm thứ nhất, hữu duyên gặp Phật. Xét thấy bà Sáu có duyên lành với Đức Thầy từ tiền kiếp, nên khi mới lên 4 tuổi, bà được Đức Phật Thầy Tây An cứu sống và quy y tu hành. Rồi đến khi Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo ra đời khai đạo cứu dân, tuy Ngài xưng hiệu là Điên Khùng, nhưng bà Sáu cũng nhận ra Ngài là Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp, cùng hướng dẫn cả thân tộc tu hành. Duyên lành rõ được khi cùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Điểm thứ nhì, tướng hảo cổ ba ngấn. Còn nhớ trước đây thời gian, chúng tôi có dịp đọc đến bộ Kinh Hoa Nghiêm, thấy nơi phẩm thiện tài đồng tử tham vấn chư Bồ Tát. Khi cuộc tham vấn sắp chấm dứt, thì vị Bồ Tát đó giới thiệu đến vị Bồ Tát kế tiếp. Trải qua rất nhiều Bồ Tát như vậy, bây giờ có một Bồ Tát bảo thiện tài đồng tử hãy đi về phương Nam, đến nước Tam Nhạn, sẽ gặp vị Bồ Tát pháp danh là Thiện Kiến. Ngài có tướng hảo cổ ba ngấn.
đồng tử tham vấn Bồ Tát này sẽ thấu đạt đầy đủ pháp lý và toại nguyện. Rồi một lần nữa, khoảng năm 1944, có một Phật tử ở Tây Tạng dâng lệnh thầy sang miền Nam Việt Nam tìm một vị Phật vừa chuyển kiếp độ đời có tướng hảo Cổ Ba Ngấn, tức là chỉ cho Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Điểm thứ ba, về ý nghĩa bốn câu thơ: bấy giờ bà Sáu Thoại thấy mình đã già yếu mới đến đặt câu hỏi với Đức Thầy. Năm nay tôi đã 85 tuổi, biết tu hành có được còn sống kịp dự hội Long Hoa chăng? Đức Thầy cũng biết năm ấy bà Sáu từ trần, kiếp này bà không kịp dự hội, nhưng Ngài chẳng dám nói rõ ra, mà chỉ khuyên bà nên lo tu hành để chuyển kiếp thân sau mới đặng dự hội. Long Hoa hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau. Đức Thầy đã nắm rõ cơ quyền của tạo hóa, nên Ngài chọn đúng nơi, đúng thời và đúng lúc mới lâm phàm khai đạo, và cũng để cho tín đồ có thời gian tu tập đầy đủ công phước dự hội Long Hoa hay chứng thành đạo quả. Nếu hội Long Hoa tới liền trong năm ấy, thì người tu làm sao chuyển hóa thân tâm trở thành bậc thánh đức được, và cũng không đủ điều kiện để sống còn đến ngày dự hội. Do đó Đức Thầy mới viết hai câu kế tiếp: phải chi hội ấy hầu gần, thì ông hà tất xuống trần làm chi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 73, gà thất thế. Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thuở Đức Thầy khai đạo cứu đời tại thánh địa Hòa Hảo, ở xã Hưng Nhơn có gia đình ông Trần Văn Mạnh, cả nhà đều quy y Thọ Giáo với Đức Thầy. Ông có người anh là Trần Văn Bồi, tu hành rất tinh tấn, thường tới lui tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Có một hôm vào khoảng đầu mùa xuân năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy kêu ông Bồi hỏi: từ trước tới giờ ông có chơi chọi gà không? Dạ bạch thầy, có. Đức Thầy hỏi tiếp: vậy ông hiểu thế nào hai câu giảng tôi đã viết? Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Bạch thầy, tôi chỉ hiểu người ta thả gà vào trường đã, khi tới nước mà chưa biết ăn thua thì họ bắt gà ra, cho nó uống nước hoặc mai giá các vết thương rồi thả vô cho đá nữa. Còn ý nghĩa hai câu giảng và con gà thất thế nó phải làm sao thì tôi chưa biết, mong thầy giảng dạy cho. Đức Thầy ôn tồn nói: hai con gà đá nhau trong trường gà, nếu có một con bị chết hay chạy đi là thua. Đằng này nó không chạy mà cũng không chết, chỉ bị thất thế nên nằm quẹp xuống đó thì chưa thua. Nếu nó nằm mà còn choi choi, tất sẽ bị con gà kia đá ít cái nữa là nó phải chết. Bằng nó biết khôn một chút, cứ nằm yên lại thì con gà kia đứng nghiêm đó chứ không đá nữa. Thời gian nó nằm vừa dưỡng sức vừa chờ khi đồng xu rớt xuống là đủ một đứt gà. Ông chủ chạy vô bắt gà ra cho nước rồi thả vô đá nữa. Có nhiều khi đá nước sau con gà thất thế đó lại thắng cuộc. Giải thích đến đây, Đức Thầy dừng một giây rồi nhìn ngay ông Bồi nói tiếp: đối với thời cuộc hiện tình và sắp tới đây, chúng ta như con gà đang thất thế, phải biết khôn khéo nhẫn nại một chút mới mong sống sót cho đến ngày chung cuộc. Thuật theo lời ông Trần Văn Mạnh. Nhận xét: xưa nay Phật Pháp vì muốn rộng độ mọi tầng lớp chúng sanh, mà các vị đó có trách nhiệm đều áp dụng muôn ngàn phương tiện, song dù phương tiện nào, hành giả cũng phải điều hòa cả hai phương diện, khế cơ và khế lý. Xét về câu chuyện kể trên, thấy rằng Đức Thầy có ngụ ý dạy môn đồ về đức tánh nhẫn nhục tùy thời. Đấng Nam Di ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu duy.
phương tiện nhẫn nhục, tuy thấy nó mềm yếu như nước, song cứng rắn không thua gì sắt gan. Hàng tính xưa kia nhờ những nhóm thiếu niên ở chợ Hoài Âm mà sao làm nên xoáy tướng. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giá như hàng tính đợi thời lòn trốn. Đơn sao danh nổi như còn làm cho hàng gió mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên cùng khờ dại mà cao tu hành. Trương Tử Phòng thuở trước là quân sư nhà Hán, nhờ biết nhẫn nại khuyên Lưu Bang nhường tam tầng cho Hạng Võ, lui vào Bao Trung để chuẩn bị và chờ đúng thời cơ đánh đất Hạng Võ lập nên cơ nghiệp nhà Hán 600 năm. Chờ thiên địa châu nhi phục thầy, như đời xưa có gà người Tử Phòng, xem thời cơ người đã rõ thông. Dùng tôi thiểu mà ba tâm. Về mặt đạo đức tu hiền, Đức Giáo Chủ cũng dạy: nhận năng sự thế thị nhân hiền, nhận giai kỳ tâm thần thủ tiên. Tu sĩ Sằng Đề Ba La xưa kia bị vua Ca Lợi Dương thẻo tay chặt rời cả tay chân mà lòng vẫn an nhiên nhịn chịu. Nhờ đó tu sĩ mới cảm hóa được nhà vua và cả thần dân biết hoài đầu hướng thiện, và nhiều kiếp sau ông được chứng quả Như Lai chánh giác. Đại lược câu chuyện gà thất thế, Đức Thầy muốn dạy môn đồ hãy ẩn nhẫn tùy thời và bình tĩnh mà xử sự công việc, cũng như đối phó với mọi hoàn cảnh cho thích trung, không nên nóng nảy sân si, làm những việc ngông cuồng vô ý thức. Quân tử tùy thời, hơi sốt bước ngã, tiểu nhân ỷ sức mạnh phá sông. Hoặc là biết đạo tùy thời, mau tránh khổ. Chớ đừng thi thố những tài ba, tài ba khoe sức uổng thay mà nhật giả yêu đời dùng khuyên ca. Và trong Giác Mê Tâm Kệ đoạn Bát Nhẫn, Đức Thầy cũng đã dạy: chữ thứ nhất nhẫn năng sử thế là người hiền, khó kiếm ở trên đời lập thân danh từng trái nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Nam mô Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 74, tu quanh hay tu tắc. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần.
Lúc Đức Thầy bị nhà cầm quyền Pháp dời xuống Sa Đéc ba hôm, họ ra quyết định không cho Ngài truyền đạo trong các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc, buộc Ngài phải đến cư trú nhà ông Võ Mậu Thạnh, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Bây giờ sự lui tới viếng thăm của tín đồ gặp nhiều trở ngại, song chẳng vì thế mà bá tánh ngưng đến nghe Ngài thuyết giảng đạo lý. Khi ấy, ở xã Phú An, quận Tân Châu, có hai ông Ba Ngà và Hai Quê đến Nhân Nghĩa để viếng thăm và nghe Đức Thầy luận đạo khuyên tu. Trên đường đi, hai ông đồng ý là khi đến nơi, ông Ngà sẽ xin phép Đức Thầy cho ông ở lại tu hành và hầu hạ Ngài, còn ông Hai Quê chèo ghe về một mình. Ghe đến nhà ông Bộ Thành, nơi Đức Thầy tạm trú. Sau 24 giờ thăm viếng và nghe Ngài giảng khuyên, ông Ba Ngà bạch với Đức Thầy xin ở lại để làm theo ý định của ông. Đức Thầy chưa nói gì, đôi mắt nhìn ông với vẻ cảm động, rồi đi thẳng vào phòng. Một lúc sau, Ngài trở ra, trao cho ông Ngà 7 đồng bạc và nói: ông muốn tu, về cất cốc ở sau nhà tu, còn đây là 7 đồng bạc, ông hãy lấy để đi đường. Ông Ngà dần dừ không muốn nhận, thưa rằng: tôi đi ghe không tốn tiền xe, bạch thầy. Nhưng Đức Thầy lại bảo: thầy cho thì phải nhận, rồi sao sẽ biết. Khi về tới tổ đình Hòa Hảo, ông Ba Ngà lâm trọng bệnh, phải ở lại đó. Ông Hai Quê chèo ghe một mình về Phú An báo tin cho thân quyến ông Ngà hay. Qua ngày sau, ông Ngà được người nhà mướn xe ngựa đến tổ đình rước ông về. Đúng 7 ngày, kể từ hôm giả biệt Đức Thầy, ông Ba Ngà từ trần. Mộ phần ông được táng phía sau nhà, dưới một nhà mồ do tục lệ hồi đó người ta cất để che đỡ mưa nắng cho người chết. Ông Ba Ngà mất khiến ông Hai Quê băn khoăn khó nghĩ, nên 90 ngày sau ông đến Nhân Nghĩa ý để báo tin cho Đức Thầy hay. Nhưng chưa kịp thốt lời nào thì Đức Thầy kêu ông Quê nói trước: kiếp sống của ông Ngà chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ông Quê thật thà bạch với Đức Thầy: chẳng biết ông Ngà chết như vậy linh hồn có được yên ổn tiếp tục tu nữa không thầy? Đức Thầy đáp: thầy đã độ ông Ngà rồi, nhưng đó chỉ là tu quanh thôi, vì ông Ngà mới biết đạo kế phải bỏ xác. Ông Quê nghe vậy hỏi phân tới: Đức Thầy vừa nói ông Ngà tu quanh, còn thế nào là tu tắc? Nhờ thầy dạy thêm cho tôi được rõ. Ngài liền giảng thêm: nếu còn xác thịt như ông vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền để tự sửa mình, và còn giúp đỡ được nhiều người khác, khiến họ cùng sống cùng tu với mình, đó là tu tắc. Ông Hai Quê lãnh hội được tâm pháp của Đức Thầy. Từ đó ông vừa nỗ lực sanh sống tu hành, vừa lo hoằng pháp giúp đỡ. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Đô nhận xét: xuyên qua mẫu chuyện trên, thấy có những điểm đặc biệt. Điểm thứ nhất là biết rõ căn duyên của mỗi tín đồ. Chắc không còn ai lạ gì việc Đức Thầy biết trước 7 ngày nữa là ông Ba Ngà mãn Phật, nhưng Ngài không thể nói thẳng ra cho ông biết trước. Lại nữa, xưa nay người tu hành khi mà tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, và lục căn không còn ô nhiễm lục trần, tức đạt được 6 phép thần thông, nhân căn trần thanh tịnh, nhi đắc lục thông thị hiện giả giả. Mà trong lục thông lại có túc mạng thông, biết hết các kiếp vừa qua hay sắp tới của cả chúng sanh. Bậc tu hành khi chứng quả A-la-hán trở lên đều có đủ 6 phép thần thông. Gặp mắt thăm dòm xem tứ hải thương hồng trần, mượn sắc tái sanh. Điểm thứ nhì là tinh thần tự giác giác tha. Bởi một đấng giáo chủ đã siêu phàm nhập thánh, giờ đây trở lại nhập phàm khai đạo để hoàn thành sứ mạng Bồ Tát hành. Tự giác giác tha ta phải nói. Hạnh nguyện của bậc thầy như vậy thì Ngài dạy môn đồ cũng phải thi hành như vậy. Do đó Đức Thầy mới nói với ông Quê: thầy đã độ ông Ngà rồi, nhưng đó chỉ là tu quanh thôi,
vì ông Ngà mới biết đạo kế bỏ xác. Đây chỉ mới được phần tự giác, chớ chưa thi hành được giác tha thì làm sao đạt đến giác hành viên mãn. Cho nên Đức Thầy gọi đó chỉ mới tu quanh thôi. Phải chi ông Ngà còn được xác thân để lập công bồi đức, trợ thế cứu dân, tất sẽ được kết quả viên mãn. Do đó Đức Thầy muốn dạy thêm ông Quê, nếu còn xác thịt như ông, vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền, để tự chuyển quá mình, Phật quá tánh tình, và còn giúp đỡ được nhiều người khác, khiến họ cùng sống tu với mình, đó là tu tắc. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần. Điểm thứ ba, phước huệ song tu. Theo thiện ý của câu trên, Đức Thầy dạy hầu hết môn đồ thiệt thi đúng đường lối học Phật tu nhân, ấy cũng gọi là phước huệ song tu. Tức mỗi hành giả vừa trao sửa thân tâm cho được trọn lành trọn sáng, vừa thực hiện tình đạo Phật trong quảng đại quần chúng bằng cách là thi thố bốn ân lớn, và nhất là công tác từ thiện bố thí giúp đời từ tinh thần lẫn vật chất. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Ở một đoạn khác, Ngài dạy: việc cái nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Chính nhờ đó, nhà tu mới kiện toàn cả hai phương diện, tài pháp nhị thí thủy thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Nói tóm lại, câu chuyện hai ông Ba Ngà và hai Quê kể trên, Đức Thầy có dụng ý dạy môn đồ song tu phước huệ để hoàn thành tiến trình tự giác giác tha, hầu đạt đến giác hành viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 75, ông thầy thuốc đi trị bệnh cho ông tổ thầy thuốc. Lúc Đức Thầy ở Bạc Liêu, một hôm ông Nguyễn Tấn Bảy đến xin xem mạch cho Đức Thầy, vì lúc đó thể xác thầy có bệnh. Đức Thầy đưa tay cho ông Bảy xem mạch. Ông Bảy vừa đặt tay vào tay thầy thì Ngài liền giật lại và nói: nóng quá. Ông Bảy không hiểu ý, cứ ngỡ thầy nói tay mình nóng, nên xin thầy cho ông tiếp tục xem mạch. Đức Thầy đưa tay ra, ông Bảy vừa rờ đến thì Ngài cũng bảo: nóng quá ông Bảy. Và giật tay lại như lần trước, luôn cả ba lần như vậy. Ông Bảy nghĩ chắc Đức Thầy muốn dạy cho mình điều gì đấy, nên cung kính bạch: dạ bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết ý gì mà mỗi khi con chạm đến tay Ngài thì Ngài bảo là nóng. Có phải thầy muốn nói sự tu của con còn nóng nảy chăng? Nhờ thầy chỉ giáo. Với nét mặt từ hòa, Ngài quan hỷ phán dạy: ông Bảy à, tôi nói cho ông biết nghe, nhìn người ngoài thì dễ, chớ nhìn ở trong nhà thì khó lắm ông à. Ông Bảy càng khâm phục Đức Thầy vô hạn, bởi Ngài đã nói rõ tâm niệm của ông. Ông Bảy nhớ lại, từ khi mình biết lo tu hành, luôn luôn cố giữ sự nhẫn hòa với những kẻ chung quanh, nhưng đối với gia đình, vợ con thì sao ông cảm thấy khó nhẫn quá, nên thường xảy ra chuyện to tiếng với gia đình. Đến khi qua đời, ông mới thấy hối tiếc luôn luôn như vậy. Hôm nay thầy đã nói rõ tâm niệm của mình, vậy mình nhờ thầy chỉ dạy cho phương pháp diệt lòng sân với gia đình. Nghĩ xong, ông cung kính bạch: bạch thầy, quả đúng vậy thầy ơi. Nhẫn với người ngoài thì dễ, chứ nhẫn với vợ con khó quá. Con chẳng biết phải làm thế nào để khôi phục tánh nóng giận với gia đình, nhờ thầy chỉ dạy cho con. Đức Thầy tươi cười đáp: ông biết tại sao nhìn trong gia đình khó không? Không đợi ông Bảy trả lời, Đức Thầy từ bi dạy tiếp: tại mình thấy có quyền làm cha, làm chồng, mình cứ nghĩ là mình lớn quá, nên mỗi khi có chuyện bực tức, làm sao nhịn được. Ông Bảy liền nói: bạch thầy, thật đúng vậy, tại ý nghĩ này khiến con không diệt được lòng sân hận của mình nổi chứ gì. Xin thầy dạy cho con phương pháp diệt nó. Đức Thầy dạy:
muốn diệt nó, mỗi khi khởi lòng sân, ông phải nhớ là phải cuốn cái lưỡi lên và niệm Phật. Lãnh hội được cuốn từ của Ngài, ông vô cùng hoan hỷ, và từ đó ông đem áp dụng đều được kết quả như ý, và đem lại chỉ cho đồng đạo khác đều kết quả tốt cả. Thuật theo lời ông Nguyễn Tấn Bảy, hội trưởng tỉnh Bạc Liêu. Sau đây là lời phụ bình. Thật vậy, tánh sân hận là một trong ba thứ độc chướng đã có từ lũy kiếp đến nay. Nay muốn diệt nó đâu phải là một chuyện dễ dàng, mà nếu không diệt được nó thì khó thể đến bờ bên kia giải thoát. Ông Bảy cũng là một hành giả quyết tu sửa thân tâm, nhưng không nhận được với vợ con. Bởi thấy mình là chủ quyền nên không muốn vợ con làm trái ý. Đó chẳng qua là bản ngã của con người. Nếu đứng về mặt ở đời mà nói, thì cư sĩ thường bị mắc kẹt ở điểm này. Bởi cái vỏ ngã nhân cứng chắc, nó bao bọc, mờ đục tâm giác ngộ, nên họ không muốn ai chạm đến danh dự quyền lợi của họ cả. Nếu ai vô tình hay cố ý chạm đến, họ sẽ sân hận quát tháo, bảo thủ cái ta của họ. Ông Bảy được Đức Thầy khai ngộ đúng bệnh của ông, mà cũng là bệnh chung của quần chúng. Đồng thời Ngài còn dạy cách diệt nó bằng cách là khi nóng giận khởi lên nên cuốn lưỡi lại và niệm Phật. Đây là một phép lợi ích lớn của người Phật tử thường hành trong chú môn tịnh độ. Vì pháp này dễ định chỉ vọng tâm và điều hòa cơ thể. Hơn nữa, lưỡi đã cuốn lên thì đâu còn nói được mà sân. Và nếu cuốn lưỡi, tức mình đã hành theo pháp hành trì tịnh độ. Thế nên chẳng những ông Bảy mà chúng ta cũng nên lấy pháp này để áp dụng, sẽ được lợi ích không nhỏ. Vì đó là Ngài khéo dạy ta dùng câu niệm Phật để diệt tánh sân của mình vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 76 chân giả. Tháng 10 năm 1939, tức sau ngày Đức Thầy mở đạo 5 tháng, sau khi đến viếng Ngài để nghe pháp, một số đồng đạo xúm nhau ngồi trước khách đường tại tổ đình để trao đổi ý kiến. Kẻ tán thán công đức nói pháp kỳ diệu của Đức Thầy, người thì bàn bạc thiên cơ biến chuyển trong Thế chiến thứ hai. Có người than thở rằng: bây giờ nhiều đảng phái, nhiều mối đạo mọc lên, ai cũng cho mình hay, mình đúng, làm chúng sanh trong chỗ mịt mờ tối tăm lại càng mờ mịt tối tăm hơn, không biết đâu là chân giả để mà nương tựa. Đức Thầy từ trong nhà thông thả tiến tới bên anh em đang xúm nhau đàm đạo. Đúng vào lúc có sự thắc mắc của một đồng đạo lo lắng giùm cho chúng sanh sẽ lầm đường, không biết đâu là chân giả như đã nêu trên, thì Đức Thầy liền dừng chân thuyết pháp: các ông hãy xem đây là chiếc đèn hộp dịch, và đây là cái lồng đèn bốn mặt bao phủ chung quanh bằng bốn màu kiến xanh đỏ trắng vàng. Các ông hãy nhận rõ ánh sáng của đèn, rồi thử để chiếc đèn vào lòng. Bây giờ các ông sẽ thấy gì? Có phải các ông tùy theo chỗ ngồi của mình mà thấy rõ ràng ánh sáng của ngọn đèn là ánh sáng của màu kiến phía mình ngồi đó chắc? Dừng một chút, Đức Thầy tiếp: cũng như thế đó, chân lý chỉ có một là ánh sáng chân thật của chiếc đèn tỏa ra. Còn sự trông thấy xanh đỏ trắng vàng của chúng sanh là tùy sự thiên chấp chủ quan của tự mình hoặc của ngoại cảnh chi phối mình mà thôi. Vì không chịu tìm tòi chân lý nên không phân biệt được nẻo chánh đường tà, khiến người ta phân vân, hoặc có khi vì biên kiến mà sanh lòng tranh chấp ghen hờn với nhau nữa. Điều đó thật là đáng thương. Giảng xong mấy câu, Đức Thầy lại ung dung rảo bước, còn đồng đạo thì như sực tỉnh cơn mê, trầm ngâm nét mặt. Sau đây là lời phụ bình. Lời giảng của Đức Thầy trên đây ý nghĩa không khác bài pháp cú những người mù rờ voi của Phật Tổ. Người ta bị vô minh che lấp chân tâm, rồi nhìn đời thiên lệnh theo tà khí, nên nhận giả là thiệt, chấp không ra có. Muốn diệt trừ phải giữ sự bình đẳng của chân tâm, và phải tập trung tư tưởng suy nghĩ cho minh, rồi mới phân đoán sự vật. Ánh sáng chiếc đèn là sự thật, mà các lớp màu của kiến dây bọc bên ngoài chỉ là giả cảnh, làm hư vọng sự thật mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện thứ 77, cải tử quần sanh. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy vừa thuyết pháp độ đời, vừa dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh.
khiến nhiều người được mạnh mà cảm đức từ bi cao cả của Ngài và phát tâm tu niệm. Họ đã được pháp vũ rưới mát cõi lòng, nên sự phát tâm càng lúc càng thêm đông đảo, khiến nơi tổ đình người người giàu ra tấp nập. Lúc ấy ở Tân Châu có người tên Sinh, anh này rất nghèo nhưng hiền hậu. Một hôm vợ anh mắc bệnh dịch tả nặng, anh chạy chữa hết phương mà bệnh càng nặng thêm. Nghe người chỉ ở Hòa Hảo có ông Tư mới ra đời trị bệnh rất hay, trị đâu hết đó. Anh Sinh bèn chèo ghe đưa vợ đi xuống Hòa Hảo. Vì thấy bệnh vợ quá nặng nên anh ráng hết sức chèo nhanh cho mau tới. Ghe cập bến tổ đình, anh lập tức vô mui cổng vợ lên, nhưng anh hoảng hốt vì chị đã chết. Còn nỗi khổ nào hơn cảnh tử biệt với người vợ son trẻ, anh buồn tuyệt vọng.